Các bạn nghe được thầy không? Ừ, sao nhỉ? Nói nhỏ thế. Thầy nghe tiếng các em nhỏ lắm. Rồi các bạn, cho thầy hỏi là hôm trước chúng ta dừng ở đâu nào? Thầy nói hôm nay học chương 2 thầy. Ok. Tức là bây giờ mới vào chương 2 ấy à? Đúng rồi thầy. Tức là buổi trước là học cái gì? Sửa bài tập. À, thầy sửa bài tập rồi thầy ạ. Rồi xong hết cái bài của cái cuối chương của biến đổi Laplace rồi đúng không? Và cài cài cái phần gọi là một cái đề bài rất là giống với đề thi bằng cái hàm Heaviside ở bên phải đúng không? Rồi. Ok, và như vậy thì các bạn về có luyện tập nốt cho thầy những bài tập ở cuối của cái chương 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 một đó chưa? Có bị vướng mắc gì không? Đây, thầy thử mở hẳn ra, thầy hỏi từng một bài nào đó cụ thể đi coi. Làm rồi và nào chưa ha? Đây, chờ thầy chút xíu. Mở liền. Như vậy thì nếu mà chúng ta không còn vướng mắc gì thì sẽ là tốt, rất tốt và chúng ta đảm bảo tiến độ ha. Và nếu mà có thì phải giải quyết ngay để nếu mà thầy sang chương khác rồi đó là thầy sẽ không quay lại cái chương số 1 nữa nha. Nên là ở đây chúng ta cứ thẳng thắn với nhau xem có bị còn vướng cái gì không. Thì cái máy thì nó hơi chậm chút, chờ chút xíu để load cái file hơi lâu. Thế thì cái lô bài mà ở cuối của cái phần 3.3 đó, trước cái convolution đó, thì các bạn đều giải quyết hết được cho thầy hay là vẫn chỉ làm thí điểm một hai bài thì những bài còn lại thì vẫn để tạm để dành. Có thế nào trả lời cho thầy biết xem nào. Thầy đang share lại cái màn hình. Đây, ví dụ như cái lô bài ở mục 3.3 này các bạn đều giải quyết được hết không, hay là có bạn nào bị vướng ở chỗ nào hỏi thầy trả lời. Câu 13 này làm sao? Không biết tách trong cái hàm Heaviside được không thầy? Tách chỗ H, hàm H. Cái này thì hôm trước thầy đã bày rồi. Thầy đã bày cái cách làm như thế này này. Chúng ta xuất phát điểm từ cái định nghĩa căn bản của cái hàm Heaviside. Đúng không? Và trong trường này thì chúng ta thấy là cái điểm tách của nó là điểm 16. Như vậy là ít nhất là mình đang có là HT trừ 16. Đúng không? Đấy. Thế nhưng nếu đúng định nghĩa của HT trừ 16 á, thì nó sẽ bằng 0 ở trên này và nó bằng 1 dưới này. Đúng chưa? Khi mà 0 nhỏ hơn T, nhỏ hơn bằng T, nhỏ hơn 16. Còn ở đây là T lớn hơn bằng 16. Như vậy thì nó chưa hiện ra được cái điều mà mình mong muốn này. Đúng không? Thế thì bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy là gì? Đây là cái mà chúng ta đã đảm bảo được có cái sự nhảy cấp. Và có cái sự nhảy cấp này thì liên quan đến cái đối tượng mà chúng ta cần khảo sát là nó cũng có hai cấp. Nhưng cái giá trị ở từng cấp thì nó chưa được đúng như vậy. Vậy thì cách xử lý là gì? Khoan, hình như các bạn xin vào xem. Ủa? Không ai. Rồi, cách nhảy cấp, gọi là cách xử lý là gì? Thì các bạn lại thấy rằng ở đây chúng ta thấy là nếu như chúng ta mang cái hàm T trừ 2 này đó, ở đây chúng ta lại có một cái giả định là nếu như chúng ta cộng nguyên cả cái bộ HT trừ 16 này này với cái hàm T trừ 2 thì nó sẽ là như thế nào đó, nếu như chúng ta cộng như thế này thì nó sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế thì ở đây lập tức là chỗ này thì bằng là t trừ 2, còn chỗ dưới này thì bằng t trừ 1, đúng không? Bởi vì là nếu mà như thế này thì chúng ta sẽ cải tiến được cái giá trị ở từng cái cấp này. Tuy nhiên chúng ta lại nhìn, nếu như ở đây chúng ta viết theo kiểu t trừ 2 như thế này á, thì có nghĩa là chúng ta đang viết từ cái giải từ âm vô cùng cho đến cộng vô cùng,
đúng không? Và tất nhiên như thế thì cái phần mà từ 0 cho đến t đó, và nhỏ hơn 16 và cái t lớn hơn bằng 16 á, thì nó nằm ở trong cái, tức là hai cái đoạn nằm ở trong cái vùng này, đúng không? Cho nên là ở đây thì chúng ta, nếu như chúng ta viết như thế này á, thì tự nhiên chúng ta lại thừa ra một cái khúc là gì, từ vô cùng, âm vô cùng cho đến 0 thì nó cũng đang là một cái giá trị t trừ 2. Tuy nhiên cái hàm của chúng ta ban đầu người ta không có nói đến t âm, đúng không ạ? Cho nên ở đây chúng ta phải chặn cái này lại, à cái phần đuôi của nó, đó, cái phần mà phía đằng trước này, chặn nó lại, chặt cho nó bằng 0, tức chính là chúng ta nhân ht vào cái t trừ 2. Được chưa? À, thế nếu mà ht nhân t trừ 2 rồi mới cộng với cái này ấy, thì chúng ta nhận ra là nó sẽ bằng cái gì? Như thầy vừa mô tả, nó sẽ chính là chúng ta thấy là ở cái t mà lớn hơn bằng 0 trở đi thì nó bằng t trừ 2. Đó, và như vậy thì lấy cái t trừ 2 cộng vào khúc này và cộng vào khúc này thì lúc này nó sẽ đang là t trừ 2 rồi. Rồi gì các bạn? Rồi t trừ 1. Đúng không? Đó thì đây là cái hàm mà chúng ta đang kiến tạo và chúng ta bắt đầu thấy là gì? À cái nhánh thứ nhất là được rồi đấy. Thế thì bây giờ để cải tạo nốt cái nhánh thứ hai thì chúng ta làm được cái gì các bạn? À chúng ta lại sẽ nghĩ một cái cách là gì? Chúng ta sẽ cộng một cái gì đó vào đây này. Đúng không? Để cho cái nhánh thứ hai này làm sao ạ? Nó thành trừ 1 thôi. Có nghĩa là ở đây thì các bạn thấy làm gì? Chính là chúng ta lấy cái nhánh này chúng ta trừ đi được một cái t là xong gì? Thì nói thế có tưởng tượng được không nào? Và ở đây chúng ta nhận ra rằng là gì? Cái nhánh mà chỉ từ khi t lớn hơn bằng 16 mới bằng trừ t để chúng ta cộng vào đây á thì nó sẽ bằng là gì ạ? Nhân với t và rồi mang dấu trừ ở đây. Có đúng không nào? Khi chúng ta cộng thêm cái này cộng với cái này rồi lại cộng với rồi trừ đi cái này thì chúng ta thấy là cái gì ạ? Đầu tiên hai cái ở phía trước này cộng lại với nhau đó thì nó đã ra thế này rồi. Thế còn cái này bản chất nó là gì? Nếu thầy tách riêng cái hàm này ra à, thì nó bản chất chính là gì ạ? Nó sẽ không, khi không nhỏ hơn bằng t nhỏ hơn 16 đó, và nó sẽ bằng trừ t khi t lớn hơn bằng 16, đúng không ạ? Mà nếu như vậy bây giờ thầy chỉ đơn giản là thầy lấy hai cái hàm đó thì cộng lại với nhau là xong gì, đúng không ạ? Đây nhá, thầy sẽ lấy cái anh này cộng với anh này và cộng với cái anh này mang cái dấu trừ của nó đấy nhá, thì có phải chính là chúng ta sẽ có là cái anh t trừ 2 cộng với 0 và anh t trừ 1 cộng với trừ t. Thế thì lúc đó cái kết quả của cả cái hàm này, để đổi sang cái màu khác đi, cái máy của thầy nó chậm quá, thầy mở cái ứng dụng nó nhiều đây. Cái cụm này, đúng không? Thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ chính là bằng cái t trừ 2 khi không nhỏ bằng t nhỏ 16. Đó, lấy cái nhánh này này thì cộng với nhánh này và nhánh này thì cộng với nhánh này, trên chỗ này sẽ bằng trừ 1 khi t lớn hơn bằng 16. Đấy, thì cái, tất nhiên cái chỗ này chính là cái đề bài đây rồi. Đó, chính là cái đề bài đây rồi. Cho nên lúc đó thì chúng ta dạng, chúng ta thấy là cái đề bài hàm ft của chúng ta đấy sẽ chính là bằng tổng của những cái hàm mà chúng ta vừa mới liệt kê này. Tất nhiên ở đây thì ht trừ 16, ở đây cũng ht trừ 16, mình hoàn toàn có thể làm gì? Mình hoàn toàn có thể nhóm ra làm nhân tử chung và như vậy nó sẽ là 1 trừ t. Đó, như vậy kết quả là gì? Ft, nói tóm lại, nó sẽ bằng là ht nhân với t trừ 2 rồi cộng với ht t trừ 16 nhân với 1 trừ t. Xong chưa? Đồng chí vừa hỏi thầy cái đó, nắm được về cách để mình xử lý chưa các bạn? Dạ, dạ được. Ok, thầy sáng tỏ à, thầy quan trọng nhất là sáng tỏ được cái điểm. Bởi vì là rõ ràng là đề thi thì thầy không thể lặp lại đúng y chang cái đề câu như này được, để mà các em thấy là à, mình đã có bài giải rồi, cứ thế mà tương vào. Mà đây chúng ta đang nói với nhau là nói với nhau về cách tư duy. Và như vậy thì khi em nắm được cái cách tư duy như vậy thì gặp bài nào thì thầy cũng chết về, được chưa? Thầy thích điều đó. Cho nên là ở đây thì nếu như đã làm được đến đây rồi thì có biến đổi Laplace được hay không? Thôi thì cái phần việc đó là của các em, thầy không có làm hộ nữa nha. Cái này thì đã, chúng ta biến đổi Laplace của cái khối này thì đã nắm được rồi. Đấy, thế nhưng mà vẫn phải
đặt bút viết xuống đi, chứ đừng có thấy như vậy gật gật gù gù xong rồi lại có khi lại sai đấy. Lý do làm sao mà sai các bạn? Ở đây cái hai cái hàm này đã có thể biến trực tiếp từ cái dạng này sang heavy size, sang định lý dịch chuyển hai hay chưa? Trả lời. Chưa hề. Chưa, mà phải viết thành cái gì các bạn? Viết thành gì nào? Thành hai cái ẩn đều là t trừ hai. Sai, là thế biết nói thế là lại thấy sai rồi. Nhân vào rồi. Hả? Ý em hỏi chỗ đó đó thầy, em không biết cái chỗ đó. Trời ơi, vậy là động tác chuyển sang Laplace cũng không biết luôn. Như vậy là cái không. Mà thầy tưởng em nói là chỉ là để viết cái này ra dạng heavy size là chưa biết, bây giờ chuyển Laplace chưa biết luôn. Em viết được ra tới đó mà không biết cái hàm trong đó tách được không. Ồ, hay quá. Thế thì bây giờ này, lại nếu thế thì lại phải khui ra lại từ cái công thức tổng quát của định lý dịch chuyển 2. Tại sao lại không biết là có giảm được không? Nói câu đó nghe có vẻ cũng còn hơi mơ hồ. Rồi, công thức như thế này nói lên điều gì? Nói lên rằng cái biểu thức của T á, nó phải được viết lại theo cái dạng thức của cái hàm ứng với cái biến là t chữ a, mà biến t chữ a ở đâu ra? Biến t chữ a chính là cái biến do cái hàm Heaviside mình dùng á để biểu diễn. Như vậy nếu nói như thế thì ở đây sẽ biến t chữ a của thầy là biến gì? Trả lời chơi cụm này, biến t chữ a của thầy là biến gì? T chữ hai nữa, lại sai nữa, t chữ không chứ. À, t chữ không là ht thôi mà, đúng chưa? À, nếu như nó chỉ là HT thôi thì ở đây cái bên này này nhất thiết là mình phải viết nó là hàm gì đó của T. Và trong trường này nó phải là hàm của T chưa? Là rồi, nhưng nó là cái gì? Nó chính là như thế này. Đúng không? Xíu là số trừ chứ không phải dấu cộng. Bởi vì sao? Đây này, cái cục này này mình mới mang biến đổi được theo cái định nghĩa này. Và cái cục này mình mới mang biến đổi được theo cái cục này. Chứ còn nếu đây là hàm t trừ 2 và mình lại cố gắng mình áp cái biến t trừ 2 vào đây, làm gì có ht, làm sao em biến đổi thành ht trừ 2 được? Hai cái hàm này nó khác nhau hoàn toàn về bản chất mà. Được không? Cho nên cái biến quyết định là cái biến của cái anh h nó giữ đây này. Và cái khối của t này mình mới theo đó viết diễn nó lại thành ra là cái biến này. Và vì thế trong trường này nó là gì? Là ht nhân với t. Và lúc này ht nhân t đọc hộ thầy xem kết quả là như gì nào. Nhanh nhanh, những cái này là cơ bản hết rồi, từ hôm trước rồi nói hỏi thầy hỏi từng bạn ok chưa, nói ok mà bây giờ lại như này là thấy là hơi không hết anh mình gì nào. Một trên S bình thế này thôi, gì e mũ không thầy? Phải có cái a mũ, e mũ không a, a không s, cứ viết đầy đủ đi để mà mình khỏi quên. Chứ nhiều khi có nhiều bạn ấy là vì bạn biết rồi ấy, thì bạn đọc ngắn gọn là 1 trên S bình. Thế nhưng mà thế đến khi mà có ông nào đó ông ấy cũng nghe như vậy xong cuối cùng là gặp phải cái bài khác một xíu đi, là khi là ông quên luôn cái E này. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì đúng là nó E mũ không thì thôi không phải bàn rồi. Nhưng cũng phải cứ nhắc nhau về chỗ đó mà kiểu đừng có bị nhầm lẫn nha. Rồi, cái gì nữa nào? Chỗ này. Hai trên S. Đấy, ít nhất là cái cục đầu tiên là xử như vậy đó. Còn bây giờ cục thứ hai tương ứng như vậy sẽ là gì? Được rồi, các bạn nào lên tiếng đi. E4-16S. Không, không, biết cái này ra như thế nào cái đã nào. Có phải modify gì ở đây nữa không? Có phải điều chỉnh cái gì ở đây nữa không? Hay là cứ thế là viết thẳng ra được? Đã có đổi T ở trong hình T-16. Ở đây trong trường này nó sẽ là gì? HT-16. Yeah. Nhân với gì ạ? Trừ cho T trừ cho 16 rồi trừ cho 15. Xin lỗi thầy sai đi. À. T trừ 15. Có phải là như này không?
Đấy nha. Như thế có nghĩa là gì ạ? Cái 1 trừ t này mình phải viết lại thành ra cái gì đó của t trừ 16. À, cái biến đó nó đã được quyết định bởi cái hàm này rồi. Vậy thì trong trường này nó phải là 15 trừ đi t trừ 16, bởi vì trừ với trừ thành cộng thì có là 16 cộng ở đây nữa, cộng 16 và trừ 15 thì là cộng 1, còn trừ t thì vẫn là trừ t. Đó, và trong trường như thế này thì lúc đấy chúng ta mới viết được cái gì các bạn? Là trừ 15 của ht trừ 16. Mà ở đây thì trừ 15 của ht trừ 16 thì nó sẽ có bức ảnh Laplace là cái gì? Đọc lên rồi thấy cái. Cái này ảnh Laplace là gì? Trừ 15 nhân E1 trừ 16 S trên cho S. À, rồi ok. Thầy viết ở đây để hiểu nó tách ra, nhưng mà tất nhiên là dòng này là dòng của Laplace nên là thầy không có viết ở đây như này nữa. Thầy đổi luôn. Trừ 15 nhân với E mũ trừ 16 S và nhân với 1 phần S. 1 trên S. Còn với cái này E mũ trừ 16 S nhân với 1 trên S bình phương. Đó. Bây giờ đồng chí vừa nãy hỏi thầy tên là gì mà bây giờ đã sáng tỏ được cách làm từng bước một xíu một này hay chưa? Thầy ơi, cho em hỏi cái lại hay cái heavy size ấy thầy. Em dùng cái phương pháp là ví dụ từ 0 tới 16 là em dùng phương pháp là ht trừ 0 trừ cho ht trừ 16 nhân cho t trừ 2 và đoạn t từ t lớn hơn 16 là em dùng ht trừ 16. Vì em thấy cái kết quả nó hơi khác khác. Sao lại khác được? Nó là 1 chứ. Đây nhá, thầy hiểu ý em. Bây giờ chúng ta thử cách tư duy đó thì nó sẽ như nào. À, tư duy của bạn là như thế này. Các bạn khác lắng nghe. Và đây cũng là một ý tưởng cũng dễ hiểu thôi. Có phải là cái đoạn này là đoạn từ 0 đến 16 đúng không? Và chúng ta đã biết có cái phương án đuôi là ht trừ a nhân trừ đi ht trừ b. Và ở đây a bằng 0 cho nên là thầy viết ngắn gọn là ht trừ t luôn. Và đây là ht trừ 16. Đúng không? Rồi. Nhân với gì nào? Nhân với t trừ 2. À, là bạn đang mới tạo ra được cái nhánh thứ nhất đấy. Nhá. Và cái hàm này thì cái nhánh thứ hai đang bằng 0. Được chưa? Bây giờ sau đó bạn cộng tiếp với cả một cái nhánh thứ hai mà bắt đầu từ t lớn bằng 16 trở đi, nó mới bằng một, nó bằng trừ 1. Đúng không? Dạ. Yeah. Đấy, bây giờ mình khui ra thì xem nó như nào. Khui ra của mình sẽ là gì? Là ht nhân cho t trừ 2. Ht nhân t trừ 2. Tiếp. Trừ cho ht trừ 16 nhân cho t trừ 2. Ừ. T trừ 2 thôi, trừ 2, trừ 1. Đúng không? Cái này này, à tức là em vừa làm xong rồi thì em góp ghép luôn với cái này này. Nhớ đây không? Dạ. Đó, thì có phải trừ ht trừ 16, ở đây là t trừ 2, còn ở đây là gì? Trừ 1, cho nên là sẽ là cộng thêm 1 gì? Dạ. À, hay là thôi nếu thầy viết từng tí một không có lại có bạn lại mất phương hướng. Ở đây có phải là t trừ 2 là của cái anh đầu tiên này, xong bây giờ lại là gì? Lại là có cái anh trừ 1 này, thì thầy viết dấu trừ ở đây đi. Được không? Thì đây là thành cộng. Thế thì gộp chung hai anh này lại với nhau cùng là trừ, thì mình gộp chung đây rồi, nên là sẽ là cộng 1. Thì nó thành t cộng 1, còn bên kia là 1 trừ t mà thầy. Nhưng nó còn cái dấu này em. À, dạ vâng. Ở đây thầy cộng mà. À. Được chưa? Không thể khác nhau được, khác nhau là toi. Đúng không? Vì nó là một hàm duy nhất mà bây giờ mình chỉ viết ra được đến hai hàm heavy size là rách việc rồi đấy. Nắm được chưa? Cho nên tư duy thế nào? Ừ. Em có cái tư duy đó cũng sáng đấy chứ không phải là không có tác dụng, nhưng mà cẩn thận thôi nhá. Cẩn thận thôi. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là cho dù nó phân ra thành 5-7 đoạn nữa chứ không chỉ là hai đoạn thì chúng ta cũng vẫn luôn luôn có thể viết được cái hàm Heaviside ngắt ra từng khúc như vậy và cộng dồn lại với nhau. Nắm được chưa nào? Các tất cả các bạn còn lại thì sao? Phải sáng tỏ cho thầy, nếu không là hôm trước thầy đã làm phép thử là thầy hỏi từng người là có ổn không, mà ông nào cũng nói ổn, đến cuối cùng là bây giờ là hỏi những cái này là nãy giờ thầy nói thật là những cái này là những cái mà mang tính chất chất là căn bản mà hôm trước nói hiểu rồi, mà hôm nay hỏi cái này là thấy hơi không đúng ấy, có gì sai sai ấy. Cho nên là đừng có trả lời cho thầy quýnh quáng cho nó xong là để ông ấy đỡ hỏi, mà là không hiểu
hay là thấy chỗ nào thủng nói ngay thì mới cứu kịp. Không đến khi mà vẫn lơ mơ cho đến tận thi á là có khi lại tai nạn nữa. Được chưa? Tư duy của bài 13 cũng giống như tất cả những bài còn lại. À, cứ thấy cái dấu ngoặc này mình cứ thế mà mình xử thôi. Ví dụ như ở đây có tới 3 ngoặc, ngoặc 3 cũng được, không sao cả. Cũng cùng một cái cách xử lý như nhau. Thế nhưng ở đây thì thầy không chỉ dừng lại những cái bài ở phía trên này mà còn là những bài phía dưới này. Và thầy có dặn là chúng ta hãy cố gắng xử lý các cái bài mang cái tính chất gọi là được phát biểu theo cái kiểu gọi là thực tế này này, thì nó sẽ kéo chúng ta gần hơn đến các cái gọi là bài toán thực tế. Và chúng ta nhận ra rằng là à, từ những bài toán thực tế đó mình phiên ra cái bài toán mà chúng ta đang học một cách gọi là kỹ năng xử lý như thế này á, là nó có cái sự liên kết, và lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán đó một cách đầy đủ. Thế còn cái mà giống đề thi nhiều nhất thì chính là cái cụm từ 27 đến 32 này. À, thường người ta sẽ cho chúng ta cái dạng đề thi là có cái phương trình vi phân, nửa bên này là vi phân, nửa bên này là cái hàm Heaviside đó, và các cái điều kiện ban đầu nhất định nào đó. Thế thì lúc đó là chúng ta phải xử lý. Cho nên các bạn làm cho thầy cái động tác luyện tập thì thầy đã nhận dặn rồi, mỗi một cái bài từ 27 đến 31 này khi đặt bút tính á, giải từ đầu cho đến cuối á, là chỉ nên làm trong khoảng độ 20 phút thôi. Đừng làm hơn nha, chỉ nên là 20 phút thôi mà phải xong mỗi một bài đó. Thì khi đi thi đó, chúng ta sẽ yên tâm là chúng ta gặp những cái bài tương tự là chúng ta xử lý rất là ngon lành. Còn nếu như vẫn còn loay hoay 40 phút chưa xong á, thì có nghĩa là đi thi có khi chỉ làm được 2/3 đề thi thôi, tức là làm được 2 câu là hết giờ mất rồi. Cho nên cố gắng đã hiểu thì làm được cho nó hoàn thiện và giành được cái điểm hết đó full cho thầy. Thầy cũng không có giằng lại cái điểm của các em nếu như các em đáng nhẽ phải nhận được. Rồi, những bạn khác thì sao? Có đồng chí nào mạnh dạn hỏi rồi thì tốt rồi, nhưng những đồng chí không mạnh dạn hỏi chưa chắc đó là những đồng chí nắm vững vấn đề. Đâu rồi? Dạo này thì thấy trên mạng, trên internet là thấy có nhiều gọi là những cái tình huống dở khóc dở cười trong học online, ngủ gật ngủ gà cũng có, mà xong rồi để webcam cho thấy là ngủ gà ngủ gật. Thì các đồng chí là phải thực sự ngồi với thầy thì cố gắng là chúng ta tỉnh táo nha, và chúng ta hãy cố gắng là follow up luôn cái nội dung với thầy một cái, chứ đừng có ngồi đăng nhập vào cho có rồi cuối cùng là bỏ đâu, hoặc là ngủ mất hoặc là gì đó, thì coi như là đánh mất cái thời gian mà chúng ta có thể thảo luận hiệu quả. Thầy cho em hỏi câu 25 thầy. Rồi, câu 25. Dạ. Câu 25 sao? Hỏi cái gì đã nào? Hỏi cái gì đã nào? Dạ, chỗ mà mình tính hàm ngược chỗ một phần ớt nhân cho ớt bình cộng 16 thầy. Ừ. Thế tại sao lại không làm được? Tự nhiên cái em bị rối vậy thôi em. Lại viết lại công thức, viết đi viết lại hoài cái công thức. À, thì nói đi nói lại nhưng mà thực ra chẳng có cái gì mới cả. À, vẫn là công thức định lý dịch chuyển hai. Và rõ ràng ở đây là người ta đang đòi mình đi theo cái hướng ngược lại, tức là từ cái F mà chuyển sang T. Đúng không nào? Thế thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên như thầy đã nói, chúng ta cứ soi nó với cả dạng chuẩn để xem tình hình nào. Thế soi cái dạng chuẩn thì mang cái này đưa đặt nó vào cái bên này thì nó sẽ ra cái gì? À, A bằng bao nhiêu? Nhớ thầy, A bằng 21. Ừ, còn FS bằng bao nhiêu? Dạ, FS là nguyên cái hàm đứng trước đó. Ừ, đúng rồi. Bây giờ với cái FS là dạng như thế này, mình có thể tách nó ra thành những cái tổng của những cái hàm FS cơ bản trong bảng được không? Được không? Dạ được. Được thì làm thế nào? Chúng ta nhặt riêng cái FS ra thì chúng ta xử lý nó như nào? Mình sẽ tách hai cái phân thức. Hai phân thức, nhưng hai phân thức đó là dạng gì? Đọc luôn. Tất cả chúng ta đã học rồi và nói rồi, không phải là không có. Và nó hiển thị rõ ràng hết. Tách thế nào? A phần F. À. Cộng gì nữa?
cộng cho BX cộng C phần X bằng cộng 16 thôi. Ừ, rồi sao nữa? Có tìm được ABC không? Được rồi, nói tiếp cho thầy đi. Đấy, em thấy là thầy đồng hành cùng em cái thì em cũng đang đi được từng bước đúng hướng và như thế thì thầy không biết là em hỏi cái gì là vì thế đấy. Nói tiếp đi, đồng chí. A tìm sao? Dạ, chỗ đó là quy động đấy này. Không, chưa quy động vội. A là tìm sao? Dạ, A là thế bằng 0 vào là bằng 1 phần 16. Ờ đúng rồi, bỏ cái cục này đi này. Mà thế S bằng 0 vào thì A bằng 1 phần 16. Được chưa? Rồi, tự nói, tự hỏi xong tự nói gần hết thì còn gì nữa. Hỏi cái gì? Thầy mới hay làm cái động tác đó, đó. Nhiều khi các em cảm thấy chưa rõ ràng lắm nhưng mà thầy lại hỏi ngược câu này thì mới tự nhiên là các em lại tự nhìn ra cái vấn đề của mình là em định hỏi thầy cái gì là vì như vậy đó. Rồi bây giờ đến lúc này thì mình mới làm động tác gì? Quy đồng. Thì quy đồng ở đây thì lại làm gì? Thủ thuật B nhân S thì nhân xuống S này là sẽ là tạo ra BS bình phương, mà cái bên này chỉ có AS bình phương mới tạo ra được. Bên này không có S bình phương, như vậy thì B chắc chắn bằng bao nhiêu? Dạ bằng trừ 1 phần 16. Ờ, rồi C làm sao? Dạ, tôi nghĩ là C bằng 0 thôi. Ơi trời ơi, thế xong rồi còn gì nữa, thế hỏi cái gì nhỉ? Hả? Hỏi gì hay là hỏi cho có để thầy đỡ nói nhiều hay sao? Dạ không rồi. Làm thầy hơi chạnh lòng. Tại em hơi bị nha. Rồi chỗ... bây giờ tìm được cái này rồi. Có suy ra được ở đây là gì không? Vậy thì nếu như biểu thức của FS mình đã phân tích được này, bây giờ mình để nguyên con trở lại là E mũ trừ 21S nhân FS nữa. À, 21 viết luôn xuống 21 đây chứ khoảng chữ A nữa đi. Rồi nhân FS thì có phải chính là, để xóa luôn cái này đi. Bằng này E mũ trừ 21S nhân với cái anh này, rồi cộng với cả anh này cũng nhân với E mũ trừ 21S. Được chưa? Và ở đây là cái giá trị là 1 phần 16 thì đã biết rồi. Bây giờ như vậy, bây giờ thầy muốn tìm ảnh ngược Laplace của anh này là FT, tức là cái miền trong miền T đấy của chúng ta đấy. Đúng hơn chưa phải viết là FT ở đây vội, mà là chúng ta cứ viết ảnh Laplace ngược của anh này là một cái hàm gì đó. Đó. Thì cái hàm này của chúng ta, thôi cũng có thể viết là FT đi ha. Tại vì thầy sợ muốn GT đi để nó không nhầm với cái chữ F này. GT là bạn hàm như thế nào? Thì bây giờ đây này, thằng này biến đổi ngược Laplace theo định lý dịch chuyển hai thì nó sẽ viết là gì? Từ đây và viết sang đây. Thì với cái hàm này thì viết như thế nào? Dạ là bằng H của T trừ 21. Ờ, HT trừ 21. Rồi gì nữa? Dạ, cái đó là nhân cho 1 là hết. Còn bên kia là cũng vẫn là HT trừ 21. Nhân 1 nhưng mà còn cái gì đây nữa chứ? Hệ số người ta đâu? Dạ, còn 1 phần 16. Ừ, 1 phần 16 nữa. Đấy, các trường cứ quên quên nhớ nhớ vậy thôi mà cũng mất điểm không ạ? Thằng này cũng 1 phần 16 đi. Ở đây là cái gì? Dạ, HT trừ 21. HT trừ 21. Gì nữa? Gì nữa? Nhân cho 1 phần 4. 1 phần 4 cái gì? 1 phần 4 của sin. Sai. Công thức cơ bản mà lại viết thế là sai ngay từ đầu rồi. Ở đây là có S trên tử. Dạ, dạ em quên có S. Có S trên tử thì nó sẽ thành cái gì? Dạ là bằng công thức số mấy trong bảng? Dạ công thức số 7. Đúng rồi, công thức số 7 rồi viết ra làm sao? Đọc nghe. Dạ là bằng cos của 4 nhân cho t trừ 21. Rồi xong, mãi mới viết được. Đọc được đúng. Rồi, đấy nó đó. Thế thì hỏi cái gì nhỉ? Tức em nói chứ em trả lời của em đấy chứ gì. Hiện tại em không biết cách trình bày sao nó
nó hợp lý thôi. Ok, hợp lý thì từ hôm giờ thầy giải thấy trình bày y chang như vậy chứ có khác gì nữa đâu. Dạ, tại vì mấy bài lúc trước, mấy bài trước thì nó chỉ... không dự lớp à? Dạ có thầy. Thế sao lại không biết? Tại mấy bài trên em thấy không có tâm gia hàng, tại cái hàm trên đơn giản. Đơn giản là bởi vì cái tech ấy, là thầy đã nói rồi, không phải lúc nào người ta cho mình cái hàm FS nó cũng đẹp đẽ, nó xuất hiện ngay trong bảng. Thế thì mình phải xử lý cái chỗ này một xíu. À, thì việc tách như này rồi sau đó mình vẫn là nhân với cả em mũ này, thì mỗi một cái thành phần này nó sẽ chính là một cái gì, một cái định lý dịch chuyển hai riêng của nó, và như vậy mình cứ biết được từng thành phần này, và thậm chí đến đây còn làm được gì nữa, là còn làm được rất là HT trừ 21 rút ra làm nhân tử chung, được không? Ở đây là 1/16 trừ đi, thậm chí 1/16 bỏ ra ngoài luôn ha, thôi không bỏ ra ngoài nữa mà cứ để là định được 1/16 trừ đi 1/16 nhân với cả cos của 4 lần t trừ 21. Đấy. Thế thì nó rõ ràng đến như thế như thế nào? Đúng không? Đó, và các bạn, cho nên thầy mới nói rằng là gì? Em cảm thấy là em không biết viết như thế nào, chẳng qua là bởi vì em chưa viết nó ra đấy thôi. Thế nên thầy mới nói là hãy cố gắng tự đặt bút ra, viết ra cho thầy từ A đến Z, giải quyết một cái bài toán cho nó được trọn vẹn, chứ đừng có hòm hòm cái ý như vậy, mình hiểu hiểu thế là được rồi ấy. Đến khi làm bài thi tự nó dội ra. Đừng có để đánh mất cái điểm một cách là đáng tiếc như vậy. Chưa? Rồi, dạ, hai đồng chí mạnh dạn lên tiếng, còn những đồng chí khác nằm trong im lặng là thế nào? Có ổn không? Hỏi kiểu đấy thì không ông nào tự giác trả lời, hỏi từng ông thì xem thế nào. Mà trả lời với thầy là ok rồi mà thi không đậu thì tự chịu trách nhiệm. Thầy ơi, ơi, cái câu vừa nãy mình làm theo kiểu cái cách mà mình chia ra ba cái á, mà cái đấy là cái gì mà em quên mất tên rồi, cái gì convolution hay sao rồi, đúng không thầy? Convolution cái mà tích chập hả? Dạ. Được chứ sao được, nhưng mà không phải, cái vấn đề nó là thế này, cái tích chập á, là cái hàm đấy nó không có nằm ở trong cái tình huống của cái gọi là... thầy xóa mất tiêu ha. À đây còn đây. Nó không nằm trong cái tình huống mà nó có e mũ nhân với cả cái này. Cái bài toán ví dụ trong cái bài toán tích chập của chúng ta ở phía trên á, là người ta chỉ xử lý riêng cái anh này là fs bằng 1 trên s nhân s bình phương cộng 16 chuyển thành ft thôi. Hiểu ý thầy chỗ này không? Dạ. Tức là ở trong cái bài cái mục 3.4 như hôm trước chúng ta nói đến ấy, thì nó đang là như thế này. Và nó sẽ chuyển sang FT. Thì chúng ta sẽ dùng nó là cái hàm tích chập của cái gì ạ? Tích chập của cái ảnh, của cái 1 trên S trước. Và sau đó thì gọi là hàm 1T đấy. 1T nhân với cả ở đây là cos của 4 lần T trừ tô D tô. Đó, thì cái tích chập nó là như thế này. Tuy nhiên là ở trong trường này á, chúng ta giải quyết cái bài toán mà chúng ta đang làm theo cái cách là chúng ta còn phải đưa ra cái Heaviside này nữa này. Tức là bởi vì nó còn có cái mũ này, cái em mũ này. Cho nên là cách tốt nhất là chúng ta rã nó ra theo cái cách như thế này để chúng ta gom từng cái này một. Thì nó sẽ không bị sót và chúng ta mới tuân thủ được chặt chẽ theo cái quy luật này. Chứ còn ở đây á, là người ta đã giúp cho chúng ta làm cái động tác gì? Từ cái F này nó chuyển sang ngay sang T rồi. Mà ngay sang T như thế mà lại chưa kết hợp đối với cả thành phần em mũ này thì có nghĩa là chúng ta sẽ không viết được ra cái dạng Heaviside. Được chưa? Đồng chí với hỏi thầy đó có nói thế, thầy nói thầy có hiểu không? Dạ hiểu rồi. Ở đây này, đây nha, thầy kéo xuống ngay xíu, đây ngay cái bài na ná như vậy đi ha. Thì có phải là ở đây là người ta đang tìm cái ảnh Laplace của cụm này mà người ta lật ngay sang miền T, nhưng ở đây không nói gì đến cái dạng là hàm e mũ gì đó của s nhân với nó đó, nhân với nó. Ví dụ như ở đây mà trong trường này mà thầy có nhân với cả e mũ trừ 2s ở đây ấy, là không làm được công tác này nữa. Nắm được chưa? Còn cái công thức 14 này. Công thức 14 là công thức nào nhỉ? 3.14 á hả? Dạ. Hay là bài 14? Dạ không, em nhầm. Ok. Rồi, nói chung là có thắc mắc cứ hỏi và thầy giải thích để nó sáng tỏ ra để nhớ, đừng nhầm lẫn là điều tốt nhất. Thầy nói đi nói lại điều đó và thầy không ngại cái chuyện là các em hỏi thầy trả lời. Chỉ có điều là
hỏi thầy nói lại cái ABC được không thầy? ABC nào? Cái số đây tìm à? ABC. Dạ. Rồi, bình tĩnh. Xóa bớt này đi cho đỡ rối đã nè. Đấy chưa? Rồi, bây giờ có phải là cái hàm F của thầy nó đang là 1 trên S nhân S bình phương cộng 16. Tái hiện nó vào đây. Đồng chí mà đang hỏi thầy này là buổi những cái buổi trước hình như là dự giờ thầy mười mấy phút xong là thôi hay sao mới hỏi câu này. À đây, tổng quát hóa của nó ít nhất là em bạn vừa hỏi thầy có biết là vì sao mà chúng ta lại viết từ cái này nó thành ra tổng của hai thằng này không, có biết không? Biết rồi. Vì sao? Ở trên có công thức có sẵn. Trên nào? Lý thuyết rồi. Sai. Trong quyển sách này ấy hả? Có phải phía trên trong quyển sách này không? Dạ, trên đấy có phần giống. Dạ, hoàn toàn, bởi vì cách phân tích này là cách mà thầy đang chỉ ra thêm cho các em so với quyển sách này nó không có. Còn nếu như trong quyển sách này thì chỗ này nó cũng tách ra làm hai cái biến, hai cái nghiệm phức ở dưới mẫu. Và nó lại là cái S trừ 4Y và S cộng 4Y. Như vậy là không có công thức này ở trong sách này nhá. Đó, đồng chí vừa mới nói tên là gì, khai thật cho thầy xem nào. Tên là gì nhỉ? Dạ Bùi Việt Hoàng thầy. Việt gì? Việt Hoàng thầy. Việt Hoàng coi lại chứ như vậy là thầy cảm nhận là Hoàng hình như chưa tập trung lắm đâu nhá. Cái chỗ này này là thầy đang chỉ cho các bạn cái cách để mà chúng ta làm bài cho nó nhanh thế thôi. Chứ còn thầy vẫn luôn luôn nói với các em một cái điều là gì? Cái gọi là Heaviside formula là cái công thức để mà nó có thể lập trình được. Lưu ý nhá, ở đây là Heaviside formula nhá, chứ không phải là Heaviside formula, nó khác với cả cái Heaviside function nhá. Heaviside function là cái mà chúng ta ngắt quãng như này này là Heaviside function, nhưng mà ở đây cái Heaviside formula là cái này này. Đây này. Đây cái mục này này. Đó, là người ta đang chỉ ra chúng ta là gì? Cái cách để chúng ta đi tìm các cái hệ số mà tách nó ra nó là như thế này. Đấy, và như thế thì cái công thức Heaviside đó nó được viết như thế này. Đấy, thấy chưa? Hai cái việc nó rất là khác nhau. Thế nhưng mà quan trọng là gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy là với cái kỹ thuật của công thức Heaviside ấy, thì đối với các cái bài toán nó phức tạp hơn, cái hàm này của chúng ta có bậc nhiều hơn nữa và chúng ta phân tích thành nhiều hơn nữa những cái phân thức, thì nhờ lập trình được thì cái phép tính đó nó sẽ dùng máy tính nó xử lý được. Còn cái thủ thuật mà thầy đang chỉ cho các em này, nói chung là nó chỉ là để ứng phó với bài thi thôi. Các em vẫn có thể chọn cái phương án dùng Heaviside, công thức Heaviside để xử lý bài toán của các em. Điều đó không có gì sai trái cả. Chỉ có điều thầy e rằng là nó sẽ tăng thêm thời gian xử lý cho các em mà thôi. Thế thì đối với cả cái tình huống này thì cái sự láo cá nó nằm ở đâu? Thì thầy chỉ sẽ chia sẻ lại như này. Thứ nhất là cái công thức, chúng ta vẫn dùng công thức Heaviside để tìm được cái A. Mà công thức Heaviside này thì chính là chỗ là gì? Chúng ta sẽ tìm cái mẫu số của cái anh nào, thì chúng ta nhân cái ES ban đầu đó với cái mẫu số đó, mà nhân vào cái mẫu số đó có nghĩa chính là nó chúng ta triệt tiêu ở cái tự mẫu số của cái hàm ES ban đầu. Đúng không? Hàm ES ban đầu. Ở đây chính là có phải là gì ạ? Muốn tìm A thì chúng ta là lấy S nhân với FS không? Mà FS bằng này thì có phải là S nhân với cả FS, có phải là chết không? Cho nên là chúng ta chính là đơn giản là chúng ta loại bỏ đi cái mẫu số của cái phần tử mà đang cần tìm đó. Thì lập tức là chúng ta có được cái biểu thức là tính A đó, thì nó sẽ chỉ là còn là 1 trên 10 S bình phương cộng 16. Và sau đó thì cho S bằng 0. Đó, cho S bằng 0. Lúc này hai cái này đã mất đi rồi. Thì lúc đó chỉ cần cho S bằng 0 ở đây thì chúng ta sẽ thấy ở đây chính là bằng giá trị của A. Bởi vì đấy nó bằng 1 phần 16. Hoàng có theo dõi được chỗ này không? Có thể. Ok. Bây giờ đến đây thì cái thủ đoạn ở đây nó là cái gì? Thì các em thấy là ở đây chúng ta thấy khi chúng ta quy đồng mẫu số, cho dù cấu trúc quy đồng ra có thể viết nó dài dòng nhưng mà thầy không để ý đến tất cả, mà thầy chỉ để ý đến một vài cái chút quan trọng thôi. Mà luyến làm sao thầy tìm được B với C là xong. Thì rõ ràng là đối với B thì B nhân S sẵn có rồi, nên nó chỉ có thể là ở cái hệ số của ít nhất là S hoặc là S bình phương thôi. Đúng không ạ? Cái B đó khi quy đồng thì nó sẽ nhân với cái gì đó khác, thì ít nhất là S bình phương hoặc là S, chứ không thể nào là tự nhiên BS nhân với một cái gì đó ở dưới mẫu này lại ra một cái gọi là B nhân S cũng không được, bởi vì cái này ở dưới mẫu này nó không có gì chia cho S cả. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn
là chúng ta sẽ thấy là à ít nhất là BS nhân với S, thế là S bình phương. Thế thì bây giờ chúng ta phải nhìn xem cái tử số đó nó sẽ xuất hiện à, sau khi quy đồng nó có cái thành phần do cái anh B đó anh ấy tạo ra với S bình phương. Còn cái anh A này cũng có tạo ra hay không? Có. Anh A này nhân xuống đây thì cũng tạo ra được một cái là gọi là A nhân S bình phương. À, như vậy thì cái gì mà liên quan đến S bình phương sẽ chính có là có hệ số bằng A cộng B. Đúng không? Thầy tạm chưa quan tâm gì đến cái chỗ mà có S và có cái tự do này cả. Hệ số bằng 0, S cũng 0 này cả. Mà thầy chỉ mới quan tâm đến S bình phương thôi. Và đối với S bình phương thì chúng ta soi chiếu sang cái mẫu cái tử số này. Ở đây sẽ chính là 0 nhân S bình phương cộng với 0 nhân S cộng 1 lên. Vậy thì A cộng B phải bằng 0. A cộng B bằng 0 mà A bằng 1 phần 16 thì B phải bằng trừ 1 phần 16. Đúng chưa? Hoàng xong chưa? Hoàng nắm được cái này chưa? Rồi đây. À, còn cái C thì xử lý sao? Nói đi Hoàng. CS mà ở dưới đó mình nhớ không nhân có, không có S nên là sẽ mất. À đúng rồi. Cái mà có cái hệ số bậc nhất của S chỉ có thể do ông C nhân S này tạo ra thôi. Trên đây sẽ là C nhân S. Còn lại A nhân với cả S bình phương và A nhân với cả S mũ 0 thì nó chỉ có thể là cái bình phương hoặc mũ 0. Thầy cũng chẳng thèm quan tâm đến cái này, nhưng mà thầy chỉ cần gì? À ở đây tôi thấy là 0 nhân S, thế thì chắc chắn C phải bằng 0. Vậy có cần tìm gì nữa đâu. Đúng không? Và vì thế thậm chí các em chẳng thèm viết cái dòng này ra nữa, mà các em chỉ cần nhìn vào biểu thức này và em nhẩm là em đã tìm ra được các cái giá trị này rồi. Đấy. Đúng không? Và như thế là xong. Tuy nhiên chúng ta viết được ngay ra công thức. Và một lần nữa, viết được đến công thức này rồi thì làm ơn nuốt nốt cho thầy cái phần này của thầy cả nhá, chứ đừng có gọi là đến đây rồi mà vẫn có những bạn là thầy chấm bài rất nhiều năm, vẫn có những bạn viết được đến đây xong bỏ luôn mới đau chứ. Cố thêm một chút xíu này nữa thôi mà cũng không cố được nữa thì thầy thấy lạ thiệt chứ. Hoàng liệu có nắm được nốt cái phần đó? Dạ được thầy ơi. Rồi ok, làm ơn. Rồi. Còn ai hỏi gì nữa? Trước khi chúng ta đóng cái chương 1 này lại và không quay trở lại nó nữa. Các em cuối kỳ các em có muốn thầy ôn tập gì thầy không ôn nữa đâu. Thế này là hết cỡ rồi, thầy cũng không còn cái chiêu trò gì thêm đối với các em nữa cả. Cho nên là xong cái nào là xong dứt điểm cái đó. Vậy là mình không có tuần ôn tập giữa kỳ hả thầy? Không, ôn gì nữa. Thầy giảng đâu là ôn đến đó luôn rồi chứ ôn gì nữa. Nên là thầy đã nói rồi, chịu khó thì cùng tiến độ với thầy bằng cách là gì? Học đến đâu, làm bài luyện tập đến đó, có vấn đề gì hỏi ngay. À, và như vậy là xong, đóng gói chương đó là xong. Dứt điểm. Không có lằng nhằng vòng qua vòng lại gì mất công. Chứ là bạn nào mà không chịu lắng nghe thầy cái động tác đó mà cứ dồn về cuối thì tự ôn thôi. Ngay tại thời điểm này thầy vẫn chưa chuyển sang chương 2. Nếu như bạn nào còn cảm thấy chỗ nào hoang mang hỏi, trả lời. Sao rồi? Hình như có một số đồng chí không biết là thầy đang nói cái gì sao. Để hỏi thử, gọi tên thử xem còn sống hay đã ra đi rồi này. Ok, chờ chút xíu. Cái máy của thầy nó hơi chậm sao. Sao bữa nay tự nhiên lại chậm thế nhỉ? Rồi, anh Tuấn, ổn không? Ngay. Ổn không? Dạ, ổn thầy. Anh Tuấn thì thầy vẫn thấy là từ bữa giờ vẫn tham dự lớp đấy tương đối đầy đủ rồi đấy, thì cũng và cũng nắm bắt và cũng đã trao đổi với thầy một số điều. Yeah. Minh Đức, Bùi Minh Đức thấy sao? Dạ được thầy ơi. Tốt. Bùi Văn Hiếu. Dạ được thầy. Rồi Việt Hoàng. Dạ được thầy ơi. Ok, rồi mày thấy là được rồi, là được rồi đấy. Cao Thế Anh. Dạ được thầy ơi. Tốt. Thành Đạt. Được ạ. Hoàng Đạt. Dạ ổn thầy. Tốt. Minh Giang.
Dạ được thầy ơi. Tuấn Kiệt. Dạ được thầy ơi. Dương Thành Đạt. Dạ được thầy ơi. Lê Duy. Dạ được thầy ơi. Gia Đạt. Dạ được thầy. Quốc Danh. Dạ được thầy. Phạm Hiếu. Có thầy ơi. Được thầy ơi. Có mà là ổn hay không? Dạ ổn thầy, do bọn em anh nó lắc lắc. Ok. Nghe được chứ bắt chứ không? Sao là thế? Rồi, nãy giờ có biết là thầy đang nói cái gì không? Nghe thầy, do lúc thầy đang nói điểm danh hỏi được không, thì lúc đó nó hơi lo. Còn cái phần giải nghĩa các thứ giải thích cho các bạn thì nghe được gì? Dạ. Ok. Và những cái điều mà thầy nói đó chẳng qua là một sự lặp lại trong suy nghĩ của em thôi đúng không? Dạ. Ok, tốt. Kính trọng. Rồi, Hoàng Nguyễn. Dạ, ổn ạ. Hồng Nhiên. Hồng Nhiên đâu? Không nghe được tiếng. Hồng Nhiên. Gõ gõ chat hoặc nào chứ thầy không nghe được Hồng Nhiên trả lời. Thế sao? Thầy có được không? Có bị thắc mắc gì nữa không? Hay là nói chung là ổn rồi. Rồi, Thái Tuấn. Dạ được thầy ơi. Đinh Khôi. Dạ được thầy ơi. Lê Anh Tuấn. Dạ được thầy ơi. Lê Hữu Lợi. Dạ được thầy ơi. Lê Hiển Việt. Dạ ổn thầy ơi. Phước Đạt. Dạ được thầy ơi. Việt Phi. Dạ ổn thầy. Văn Duy, à Mai Minh Duy. Dạ được thầy ơi. Nhật Trường. Dạ được thầy ơi. Dạ ổn thầy. Hình như là một bạn là Mai Nhật Trường, một bạn là Vũ Nhật Trường đúng không? Thầy gọi đấy lại thành ra cả hai. Ok không sao, Vũ Nhật Trường trả lời luôn, đốt. Đặng Hoàng Nam. Dạ được thầy ơi. Ngọc Thuận. Dạ được thầy ơi. Công Hoàng. Dạ được thầy. Đức Hiếu. Nguyễn Đức Hiếu. Mà em giải còn hơi chậm thì cố gắng tăng tốc giúp cho thầy chỉ bằng qua luyện tập thôi chứ không có cách nào à. Động tác mà tốc độ thì thầy không giúp các em được rồi nha. Nhưng mà các em đầu tiên hiểu được thì thầy tin là các em sẽ làm được. Hoàng Anh. Dạ được thầy ơi. Tốt. Hoàng Phúc. Không nghe được tiếng Hoàng Phúc. Chắc mic lại có vấn đề cắm đi cắm lại coi sao. Minh Thắng. Được thầy ơi. Thành Tiến. Dạ ổn ạ. Trung Hiếu. Dạ được thầy. Ok. Phan Trung Hiếu trả lời luôn rồi. Nguyễn Văn Duy. Dạ được thầy ơi. Nguyễn Văn Lai. Văn Phan. Dạ được thầy ơi. Văn Tấn. Văn Tân thầy, dạ được. Văn Tân, ok. Văn Thắng. Ok, Việt Đoàn. Nguyễn Việt Đoàn đúng không? Dạ được thầy. Nguyễn Việt Tuấn Anh. Dạ được thầy. Phạm Đình Hữu hả? Dạ được thầy ơi. Phạm Gia Nguyên. Được thầy ơi. Phạm Thị Bắc. Dạ được thầy ơi. Tốt. Duy Nhật. Phan Duy Nhật. Hay là Phan Duy Nhất? Dạ em Duy Nhất thầy ơi. À Duy Nhất xin lỗi. Dạ ổn. Ok tốt. Trung Hiếu. Ổn thầy. Quốc Hào. Dạ được thầy ơi. Vũ Long. Dạ Vũ Long. Đi đâu rồi? Thành Trương. Dạ ổn thầy ơi. Thành Võ. Thanh Võ. Võ Thanh gì đó. Dạ được thầy ơi. Thuận Nguyễn.
Thuận Nguyễn hay là Thuần Nguyễn? Do Nguyễn Ngọc Thuận hay sao vậy? À, thì thấy em để nick là Thuận Nguyễn đúng không? Dạ, do em không đăng nhập nghe trường này. À, Tiến Bùi. Ok. Chí Bảo. Dạ được thầy ơi. À, Công Huy. Dạ được thầy ơi. Đăng Khoa. Dạ được thầy ơi. Đông Hy. Dạ được thầy. Duy Phúc. Dạ được. Hào Đông. Dạ được thầy ơi. À, cái gì đây? Ok. Ngọc Duy. Dạ được thầy ơi. Thành Đạt. Thành Đạt, Trần Thành Đạt. Có số đồng chí đúng là đang có thể đang trong trạng thái khác rồi. Ngọc Cảnh. Dạ không. Ừ. Cái gì đấy, tinh tinh gì nhỉ? Chập chờn. Văn Tùng. Trần Văn Tùng. Ok. À, Triệu Lê. Dạ đâu thầy ơi. À, Bá Thịnh. Dạ ổn thầy. Trung Trần. Dạ đâu thầy ơi. Phúc Bảo. Dạ đâu thầy ơi. À, Nguyễn Trường Thịnh Dư đúng không? Dạ Dư Nguyễn Trường Thịnh thầy ơi. Dư Nguyễn Trường Thịnh xin lỗi. Thầy lại nhớ nhầm tên này. Ok, ổn không? Dạ ổn rồi. À, Tuấn Nguyễn. Dạ được thầy ơi. Tuấn Phạm. Ok rồi thầy ơi. Ở tốt. Tấn Hiền. Tấn Hiền hay Hiện Hiện nhỉ? Tăng Hiến thầy. Tấn Hiển à? Văn Tấn Hiển đúng không? Ừ. Tốt gì? Ổn gì? Rõ thầy. À, Vinh Trần. Ok. Hoàng Sơn. Duy Thành. Thanh Tùng. Dạ có thầy. Ừ, ổn hay dạ không? Dạ được, dạ được. Võ Viết Trung. Dạ ổn thầy. À, Vòng Chí Đức hình như là vừa nãy hỏi thầy phải không? Chí dạ, Đức không là... có thầy ơi, không có thầy ơi, em vẫn ổn thầy ơi. À, ok. Đức Bình. Dạ ổn ạ. Đức Hoàng. Đức Hoàn. À, mà cho em hỏi bài gì đấy? Bình thường một câu như vậy là sao nhỉ? À, chờ. Bình thường một câu như vậy làm bài kiểm tra nếu tự luận thì tầm một trang giấy có dài không thầy? Cái việc em viết một trang hay là mấy trang đó là do cái chữ của mỗi bạn. Đấy, chứ còn bước giải thì em thấy nó như thầy đã giải mẫu mấy lần như thế rồi thì nó cũng chỉ có nhiêu đó bước thôi. Đấy, có những bạn thì phóng khoáng viết một bài thôi, có khi viết đến 4 trang vì chữ bạn ấy to như là con bò ấy. Nhưng mà có những bạn thì viết gọn gàng thì có thể chỉ 1/3, 2/3 trang thì đó là bạn đã viết xong rồi. Thì tùy theo cái cách trình bày của mỗi người thôi, cái đấy thì thầy cứ rất là khó định nghĩa. Nhưng mà thực sự ra nói á, là với cái bước làm như vậy á, thì thầy đã làm một cái phép thử phân tích với các em như thế này này. Mỗi một cái động tác như thế, mình thường là phải khoảng làm được 4-5 bước như vậy. Thì mỗi bước mà thành thạo mình viết được liên tục ấy, thì mỗi bước đó nó chỉ khoảng độ 2-3 phút thôi. Cho nên là nó khoảng độ 15 đến 20 phút là tối đa này. Thì đấy là cái cách mà các bạn tự canh cái phản ứng của mình xem nó tốc độ thế nào nhá. Hoàn nhá. Rồi, Mai Tuấn. Nhật Trường, Vũ Nhật Trường giờ trả lời thầy rồi thì phải. Võ Xuân Trung. Dạ được thế ơi. Rồi ok. 84 người, chỉ thiếu có 3 người không thấy nói gì. Chắc là ở trạng thái khác. Còn lại thì tất cả. Em đây thầy ơi. Sao? Dạ em Trần Thành Đạt đây ạ. Rồi, okay. Rồi. Tất cả những đồng chí nào mà đã trả lời thầy là ok rồi đó đó. Mà sau này mà có vấn đề gì là phải tự vấn lương tâm nhá. Còn thầy, nếu mà đã được như thế này thì cũng tương đối thầy yên tâm rồi và chúng ta có thể thực sự đã chuyển sang được cái bản mới. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi. Thầy cũng xuất hiện cho bài thi không thầy? Có chứ. Thường nói chung là nó bất kỳ lắm. Mà, tùy theo thầy giáo, các thầy khi mà ra đề thi thì
thì có thể là mỗi thầy một đóng góp một bài gì đó, sau rồi nhận gấp thăm, nó thăm vào cái nào thì chịu cái đó thôi. Thì những cái đó nó đều là trong những cái mà chúng ta đã làm cả rồi thì chúng ta nhạc sĩ cũng phải nhảy được chứ. Dạ, đúng không thầy? Ừ. Rồi, xong nhá. Thì vậy thầy sẽ gói ghém cái chương 1 là như vậy. Thế thôi. À, còn những cái phía đằng sau như thầy đã mô tả với các bạn, à, nó có rất có ý nghĩa trong thực tế. À, nhưng các bạn phải dành thời gian để tự bồi đắp cho mình thêm cho thầy. Để khi chúng ta gặp tình huống không phải là xa xôi gì đến tận bao nhiêu năm nữa đi làm mới gặp phải đâu, mà ngay ở trong cái bài toán về cái việc thiết kế các cái hệ thống trong các đồ án của các em á, cũng có thể nó động đến đấy. Và vì thế thì biết đi để mà làm, để mà dùng, chứ đừng có để dành cho ai hết ạ. Cái đấy nó không phải để dành cho người khác mà là dành cho chính mình. Vậy nên là ở đây đừng có e ngại kéo xuống phía dưới của cái chương sách và cũng xem nốt cho thầy để mà chúng ta tự làm giàu cho mình cái kiến thức nhá, và cái kỹ thuật xử lý. Còn ở đây thì thầy không cái nào mà không thi mà thầy cũng nói thì nó sẽ bị rất là dài, cho nên là các bạn cũng có thể thấy coi như đấy cũng là một cái lợi thế về cái việc gọi là rút ngắn thời gian học tập. Số tín chỉ nó giảm xuống, thời gian học tập cũng bị giảm xuống so với ngày xưa, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta tự gói ghém mình với ít kiến thức đi nhá. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta xong hoàn toàn chương 1 và tất cả những cái bài phương trình vi phân mà có thể biến đổi Laplace được đấy, thì các bạn phải làm được cái động tác áp dụng biến đổi Laplace để xử lý cho nó được cho được. Và ở phía cuối cùng của chương thì nó còn có một số các cái bài, một số các cái thủ thuật toán học cũng như là một cái dạng, một số dạng thức, ví dụ như cái định lý Bessel hay là phương trình Bessel này là một phương trình rất là thú vị trong cái ứng dụng kỹ thuật của chúng ta. Mà thậm chí người ta còn cho chúng ta cái gì ạ? Cái công thức tổng quát của cái lời giải biến đổi như thế nào. Đó. Thì trong trường này các em thấy là từ bữa giờ chúng ta chưa làm được cái động tác biến đổi Laplace ngược của cái hàm mà nó lại có cái E mũ. Mà là, à xin lỗi, nó là hàm có căn thức của S như thế này. Các em để ý không ạ? Đấy, có dấu căn. Thế thì trong trường đó người ta cũng bày cho chúng ta được cái thủ thuật để chúng ta xử lý được hết. À, ở đây thì công thức này trông nó vẻ có gì đấy nó hơi cồng kềnh, nhưng thực ra thì các bạn một lần nữa các bạn cũng cứ nhìn bình tĩnh ở chỗ là gì, chẳng qua là người ta viết trông nó thế này á thì nó gọn lại như thế này, nhưng trông nó có vẻ hơi nhiều ký tự, nhưng mà thế còn đỡ khổ hơn là chúng ta đang viết ra từng cái số hạng trong cái tổng này đó, và sau đó chúng ta viết chấm ba chấm, thì cái dòng để mà viết cho một cái này ấy, thì nó hết cả một cái dòng như này, trong khi ở đây co gọn lại bằng công thức mang tính quy luật như này ấy, thì chúng ta viết nó gọn gàng hơn rất nhiều. Cho nên phàm càng cái gì mà mang tính quy luật thì lại càng tốt và càng dễ nhớ, hoặc là càng dễ dùng và càng dễ biểu diễn. Thế nên là ở đây phải đừng có nhìn thấy những cái công thức sigma hoặc là pi, tức là nhân hay là tổng, thì chúng ta lại cảm thấy e ngại. Mình cứ nhìn thẳng vào nó, m mà bằng không thì cái thằng này là cái gì, m bằng một thì nó là cái gì, m bằng hai là cái gì, thì cứ thế mà suy ra thôi. Và cuối cùng là gì các bạn? Cuối cùng là chúng ta sẽ thấy rằng là thực ra cái kiểu biểu diễn này sẽ lại là càng là cái biểu diễn của cái mà chúng ta sẽ gặp ở những cái chương tiếp theo này. Đó là những chương về phương pháp số. Đó chính là những phương pháp mà phải có cái tính quy luật. Và như vậy thì chúng ta sẽ cách gì thì cách cuối cùng dùng toán thì cũng phải biết cách biểu diễn những công thức kiểu như thế này. Rồi, và như vậy chúng ta tạm không dùng đến cái quyển sách của Peter Villanelle nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang quyển sách thứ hai là quyển sách Numerical Methods for Engineers. Và trong trường này, nếu như các em còn nhớ trong cái file hướng dẫn sách giáo khoa, thì ở chương 2 chúng ta sẽ dùng cái chương 25 của cái quyển sách đó. À, chương 25 của cái quyển sách này. Ở đây chúng ta điểm đến chương 25. Và trong chương 25 này thì chúng ta gọi nó là phương pháp Runge-Kutta. À, Runge-Kutta. À. Và ở đây ý tưởng của nó là gì? Trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta nhận thức một chút xíu về cái việc là chúng ta có cái hạn hữu hạn
của cái ứng dụng Laplace để giải phương trình vi phân. Cái hữu hạn đó nằm ở cái nguyên nhân là không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được cái hàm trong kỹ thuật mà nó có thể biến đổi Laplace được. Và một trong những cái nguyên nhân đó chính là gì? Là những cái hàm nó mang cái tính gọi là gián đoạn, những cái hàm mang tính gián đoạn hoặc là không khả tích khả vi, thì lúc đó chúng ta sẽ không thực hiện được cái phép tính tích phân của Laplace. Thế thì đối với những trường hợp như thế thì người ta sẽ nghĩ đến một cái phương án giải quyết khác mà như thầy đã giải thích ở cái buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, là với cái việc phát triển của cái công nghệ máy tính thì chúng ta cho phép cái vòng lặp tính toán được diễn ra liên tục với một cái tốc độ rất cao. Cho nên với cái ý tưởng như thế thì người ta có thể nghĩ đến cái việc là giải một cái bài toán bằng phương pháp là cứ giải từng bước một để tạo ra được cái nền tảng để giải để đi đến bước tiếp theo, và cứ như thế lần lần là chúng ta sẽ giải được hết cả trong một cái miền xác định nhất định nào đó, thì chúng ta cũng sẽ tìm được các cái giá trị của cái hàm đó. Và khi chúng ta tìm được giá trị của cái hàm đó tại tất cả những cái giá trị trong một cái miền xác định, có nghĩa là chúng ta đã tìm ra được cái dạng thức của cái hàm đó. Thì đấy là cái ý tưởng mà chúng ta gọi là phương pháp số. Và phương pháp số của Runge-Kutta được đưa ra từ nhiều thế kỷ trước, nhưng mà như ở thời điểm đó chúng ta thực không có sự hỗ trợ của máy tính, nên là việc tính toán mà bằng một cái khối lượng số lượng phép tính rất là lớn thì nó lại là cái điều không khả thi cho cái việc là tính toán bằng tay như các nhà khoa học cổ đại người ta làm. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là lúc đó thì cái phương pháp này nó chưa có cái công dụng thực sự. Nhưng đến bây giờ thì khi máy tính hỗ trợ được rồi thì nó lại là một cái phương pháp rất là toàn năng, bởi vì có rất nhiều bài toán mà những nhà toán học loay xoay tìm cái phương án giải quyết bằng sự biến đổi giải tích để lý giải cái sự giải quyết nó, thì gặp bế tắc thì đưa vào máy tính nó lại giải được. Và trong trường này thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc đó bằng cái cách chúng ta đề cập đến đầu tiên là một cái phương trình vi phân bậc nhất. Một cái phương trình vi phân bậc nhất thì nói chung các bạn thấy là nó sẽ có cái dạng tổng quát là gì ạ? Là chúng ta có cái kiểu viết như thế này, là y phẩy là một cái gì đó của y và x. Ví dụ như là chúng ta hay quen với cái cách viết như thế này, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng chỉ là viết như thế này. Đó, y phẩy cộng ky thì bằng là f gì đó của x như thế này. Nhưng không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng có cái hàm nó tách bạch như thế này. Và chúng ta cũng tổng quát hóa thì có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đưa cả cái phần này đưa sang đây. Đó. Và như vậy thì y phẩy nói chung nó là một cái hàm gì đó mà có cả chứa cả x gì và cả y để mà chúng ta phải giải. Đó, và đấy là lý do vì sao mà chúng ta có cái dạng thức tổng quát người ta viết như thế này. Đó. Ở đây thì chúng ta chỉ có được cái thông tin là cái phương trình này là bởi vì chúng ta đang xuất phát từ một cái hệ thống nhất định nào đó, và chúng ta khảo sát các cái biến động của nó, và chúng ta nhận ra được cái quy luật biến động của cái tín hiệu x gì và y trên cái hệ thống đó đấy, nó tuân thủ theo một cái quy trình, nó theo một cái quy tắc biến động như thế này. Đó, thế thì nên là chúng ta biết được là cái quy luật biến đổi của y theo x là quy luật này, không chứ còn chúng ta chưa viết được ra cái hàm y cụ thể nó là cái gì. Đó, thế thì ở đây cái ý tưởng là bây giờ chúng giả sử chúng ta không giải được một cách tường minh bằng biến đổi giải tích, thì liệu chúng ta có thể làm bằng cách là gì? Chúng ta giả sử chúng ta biết được một cái điểm xuất phát, một cái điểm xuất phát của hàm y với x từ một cái điểm nào đó, ví dụ là một cái điểm như thế này trên cái mặt tọa độ, mặt phẳng tọa độ x y. Chúng ta biết được một cái điểm x không y không, là sao để chúng ta có được cái giá trị này? Thì các bạn thấy phàm cái phương trình này xuất phát từ một cái hệ thống tồn tại thực tế, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể test cái hệ thống đó. Đó, test cái hệ thống đó, thử cho nó chạy ở cái giá trị x bằng 0, xem y nó bằng mấy, và chúng ta đo được. Như vậy thì cái giá trị đầu tiên này bao giờ chúng ta cũng xác định được. Đó, luôn luôn tồn tại cái giá trị x không y không ban đầu. Đó, giá trị ban đầu này không có nghĩa là nó phải thực sự là tính ở thời điểm ban đầu t bằng 0 hay là tính ở thời điểm ban đầu là một cái mốc nào đó, mà nó chỉ như là một cái giá trị để chúng ta làm gì? Chúng ta tham chiếu đến nó. Thế mà khi chúng ta muốn khảo sát cái, như có ai muốn xin vào nhỉ? Bùi Minh Đức bị bật ra hay sao? Khi chúng ta khảo sát cái động tác giải cái bài toán đó, thì giả sử nhé là chúng ta đã làm được cái động tác thực nghiệm này rồi,
Và vì vậy, và chúng ta cũng xác định được cái giá trị thực nghiệm này luôn ở trong cái đầu khoảng mà chúng ta cần giải. Và giả sử rằng chúng ta cần giải cái bài toán này trong một cái miền xác định là x chạy từ một cái giá trị x thì 0 đến một cái giá trị x thì n nào đó. Đấy. Chúng ta sẽ không ôm tham vọng bởi vì là phương pháp mà chúng ta giải bằng phương pháp số ấy, thì chúng ta chỉ có thể cho nó chạy ở một cái khoảng hữu hạn thôi, chứ chúng ta không thể nào tham vọng là chúng ta giải đến vô cùng được, bởi vì nếu thế thì cái máy tính của chúng ta sẽ chạy mãi mãi không bao giờ hết, đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại gắn liền với cả một cái quãng nhất định này đó nào đó mà thôi, thì bởi vì là gì? Một lần nữa chúng ta lại quay trở lại về vấn đề thực tế, đó là gì? Một cái hệ thống vận hành trong thực tế nó cũng chỉ có thể vận hành trong một khoảng hữu hạn, chứ không bao giờ có cái chuyện là nó vận hành vô cùng được. Đấy, cho nên là cái bài toán như thế thì cũng rất là hợp lý thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi là sử dụng kết quả ở một khoảng đủ rộng để có thể bao quát cho một cái hệ thống thực tế nào đó. Và ý tưởng là gì? Tôi đã có được cái mối quan hệ của cái đạo hàm của cái y theo x, đúng không? Đạo hàm của y theo x đó là một cái hàm được viết tường minh theo x gì và y như thế này. Vậy thì nếu như tôi muốn tìm thử xem là ở cái giá trị x gì bằng x gì 1 thì cái anh y nó nên là bằng bao nhiêu, thì ý tưởng của tôi sẽ là đây này, cái đường cong của thực tế của chúng ta có thể là đường cong như này, đúng không? Nhưng cho dù nó là đường cong như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là gì ạ? Nếu như tôi coi đạo hàm là cái yếu tố xu thế của sự biến thiên thì có phải là chạy từ x thì 0 sang x thì 1 thì cái đường thẳng mà nó chiếu theo cái hệ số góc của cái đạo hàm y theo x này này, nó sẽ chính là cái đường thẳng chỉ ra cho tôi cái hướng đi của cái giá trị của x và y. Thế vậy nó không được thẳng lắm. Đó, hướng đi. Và như vậy thì rõ ràng là nếu như tôi thay x thì không y không vào cái này, vào cái biểu thức này, là tôi đang tìm được cái gì ạ? Chính là tôi đang tìm được đạo hàm của y phẩy tại x thì không. Đó, y phẩy tại x không. Mà chúng ta đã biết được cái lý thuyết đạo hàm thì y phẩy là x không chính là hệ số góc của cái đường tiếp tuyến của cái đường cong đó. Đó, hệ số góc tiếp tuyến tức là cái đường màu vàng này của thầy. Đó. Và khi nó là hệ số góc tiếp tuyến thì nó đang thể hiện cái xu hướng sẽ đi. Thế thì trong thực tế đấy, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ có nhiêu đó dữ liệu, dữ kiện để chúng ta có thể truy tìm ra cái giá trị x1. Cho nên chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta nói rằng là gì ạ? Với cái giá trị của y phẩy tại x thì 0 này, tôi sẽ xác định được một cái đường thẳng đi qua điểm x0, y0 với hệ số góc đó. Và nếu như anh muốn tôi hỏi xem ở x1 thì cái giá trị của hàm đó là bao nhiêu, thì tôi sẽ cho rằng là tôi sẽ thế cái x1 vào cái phương trình đường thẳng đó, thì tôi sẽ suy ra được cái giá trị y1 mà theo tôi dự báo thì nó sẽ là khoảng đó. Như vậy thì từ x0, y0 chúng ta xác định được điểm kế tiếp là x1, y1. Sau khi xác định được x1, y1 rồi, chúng ta lại lấy x1, y1 làm điểm căn cứ giống như x0, y0, và chúng ta lại xác định được x2, y2 với cùng một cái gì ạ? Quy tắc tìm kiếm y chang như vậy. Và như vậy thì cái này nó sẽ có thể tiến đến tận xn, yn với cùng một cái quy luật tính toán giống hệt nhau. Và quy luật tính toán đó chính là cái thứ để giúp cho chúng ta có thể lập trình được cái quá trình tính toán này. Được. Như thế, chúng ta gọi cái quá trình này là quá trình giải cái phương trình vi phân theo cái phương pháp số. Phương pháp số. Như vậy thì đến khi mà chúng ta đến được xn, thì các bạn đã liên tục xác định được các cái gì ạ? Các cái điểm giá trị. Các cái điểm giá trị như này. Như vậy thì nếu như mà khi mà cái gọi là khách hàng hoặc là cái người mà kỹ sư muốn gọi là xác định xem cái giá trị của hàng đó ở một cái điểm hành độ nhất định nào đó là bằng bao nhiêu, thì anh ta chỉ việc áp dụng vào cái áp vào cái đường này, đúng không? Để anh ta suy ra cái giá trị đó. Nếu giả sử cái giá trị đó nó nằm ngay ở chính những cái bước tính này thì dễ dàng là suy ra được cái giá trị chính xác mà tôi đã dự báo là bao nhiêu. Và nếu nằm ở đâu đó khoảng giữa đó, thì chúng ta lại cần phải có một cái kỹ thuật nhỏ nhỏ nữa, đó là gì? Tính ra cái giá trị trung gian này thông qua hai cái điểm hai đầu này, đúng không các bạn? Thì cái này các bạn cũng đã biết rồi.
Và ở đây trong mỗi cái khoảng giữa hai điểm này thì chúng ta đang coi cái đường liên thông giữa chúng nó là một đoạn thẳng mà. Cho nên là ở đây thuần túy là cái phép tính tỷ lệ, giống như là phương pháp gọi là đồng dạng ngày xưa chúng ta học hình học. Thế có nghĩa là chúng ta có thể tìm được tất cả các giá trị mà theo quy tắc phương pháp số chúng ta làm. Và cái phương pháp mà thầy vừa mô tả đó người ta gọi là phương pháp Euler. Phương pháp Euler nó rất đơn giản, đúng không? Nó rất đơn giản là bởi vì nếu như chúng ta cứ mò từng bước như vậy thì chúng ta cũng sẽ đi được đến cái điểm tiếp theo, đúng không? Và công thức của nó thì cũng khá đơn giản là như thế này, đúng không? Ở mỗi một bước chúng ta có một cái hệ số góc phi mà chúng ta tính toán, đúng không ạ? Đó. Phi ở cái bước thứ nhất thì chính là y phẩy tại x thì không, đúng không? Phi ở bước thứ hai thì là y phẩy tính tại x thì một. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ tìm được tất cả các cái phi ở từng bước một. Đó. Và tính đến cái giá trị thứ y cộng một thì chúng ta có cái phi thứ n. Đó. Đúng không ạ? Muốn tính y một thì chúng ta có y tại x thì không mà. Nên là muốn tính đến y n thì chúng ta phải có cái phi tại x thì, hay là y phẩy tại x thì n trừ 1. Và như thế thì chúng ta nhận ra là với cái phương án này chúng ta có được một bộ dữ liệu giải bằng phương pháp số. Thế nhưng cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ là gì? Khi chúng ta giải bằng phương pháp số như vậy, và đặc biệt là với công thức Euler, sự đơn giản của nó là rất hữu dụng về mặt công thức. Tuy nhiên chúng ta có thể vấp phải một cái sự sai số rất lớn nếu như chúng ta không có cái sự ràng buộc về cái bước tính. Em tưởng tượng rằng nếu như ở đây giả sử thầy cái đường cong của thầy như thầy vừa vẽ ở đây màu xanh và màu vẽ cam như thế này. Nếu như giả sử bước tính của thầy là từ x0 đến x1 và giả sử đây là một cái bước tính tương đối xa, tương đối xa, thì thực ra cái giá trị thực tế của cái đường cong x1 của thầy ấy, của cái đường cong thật ấy, đường cong nghiệm ấy, theo x1 đáng nhẽ nó phải là cái giá trị ở đây cơ. Đúng không ạ? Nhưng với cái việc mà thầy dự báo bằng cái công thức Euler như thế thì nó vọt lên trên này. Và như vậy thì thầy đã có một cái sai số ngay từ cái bước đầu tiên là khoảng này. Và cái sai số này thậm chí còn rất là lớn nếu như chúng ta rơi vào cái tình huống là cái hàm này nó có rất nhiều cái sự biến thiên ở cái khoảng này mà chúng ta lại đi đoán theo cái kiểu đó. Với cái một cái bước tính rất là thô như thế này, rất là sai như thế này, thì rất có thể là chúng ta lại lấy cái sự sai lệch đó để chúng ta làm nền tảng bước tiếp theo, thì càng lúc chúng ta đi càng xa với cả cái đường cong thực tế. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ngay một cái ví dụ cụ thể là như thế này. Những cái điều mà thầy đang vừa mô tả với các em ấy, chính là những cái lời người ta viết ở trong sách này, và thầy sẽ ngắn gọn nó lại một chút nhé. Và như vậy thì cái công thức Euler mà chúng ta vừa nói đấy, với cái hàm ban đầu người ta cho mình là y phẩy bằng fxy, đúng không ạ? Y phẩy bằng fxy thì cứ mỗi một bước chúng ta lại có được cái hệ số góc mà tính ở cái bước đó sẽ là f tính tại x y y y, và để tính ra được cái giá trị của bước tiếp theo. H ở đây chính là cái bước tính nha, bước tính mà từ x0 sang x1 đấy. Thế thì thầy mới mô tả nó như thế này. Bây giờ giả sử cái đường cong của thầy nó là đường cong như thế này. Đường cong thực tế như này. Đúng không? Thế nhưng mà vì cái bước tính của thầy nó rất là thô. Ví dụ ở đây trong trường này người ta lấy bước tính là 0,5 thì cái gì ạ? Cái đáng nhẽ cái giá trị thật của nó chỉ ở đây thôi. Nhưng mà vì tính theo cái quy tắc đó với mấy bước này nó rộng như thế này, cho nên là sao? Cho nên là nó vọt lên tận đây. Và đến đây lại dùng tiếp cái phương án đó để tính tiếp thì nó sẽ ra cái đường màu xanh nó khá xa với cái đường màu đen thực tế này. True solution có nghĩa là đường giá trị thực tế. Và như vậy thì mặc dù cái đường màu xanh này cũng có thể có cái hơi hướng của cái hình dáng của đường màu đen, nhưng cái giá trị mà chúng ta tính được thì luôn luôn vấp phải một cái sai lệch rất là lớn. Đó. Thế thì một cách hình ảnh rất là trực quan thì chúng ta có thể nhận ra được ngay là gì? À, nếu như thầy bóp nhỏ cái khoảng này lại, đúng không ạ? Thì có phải là cái giá trị mà sai lệch nó sẽ được theo đó mà giảm xuống. Nếu như thầy giảm xuống một phân nửa thôi thì có thể là gì ạ? Cái sai lệch của cái bước đó nó chỉ còn có nhiêu đây thôi. Đó. Nhiêu đây thôi. Thay vì là từ đây đến đây như ở cái bước vừa nãy thì nó chỉ còn này. Và nếu như nhỏ nữa, đúng không? Nhỏ nữa thì gần như là hai cái đường này nó ở cái khúc mà nó gần như chập vào nhau này thì cái sai lệch rất là bé. Và như vậy thì có nghĩa là gì ạ? Cái bước tính của chúng ta là một trong những thành tố tạo nên độ chính xác. Và bước tính là cái gì? Bước tính chính là h.
Tại sao chúng ta lại có bước tính ở đây là ghi là thành hát? Thì thầy lại quay trở lại với cái hình ảnh ban đầu một chút xíu. Đó là gì? Có phải là chúng ta thấy ở đây x thì không, x1 là h. Thì cái phương trình để mà chúng ta xác định được cái điểm x1 này, y1 này chính là gì các bạn? Có phải chính là cái phương trình là y1 trừ đi y0 bằng y phẩy tính tại x thì không cộng nhân với cả x thì 1 trừ x thì không, đúng không ạ? Thế nên khi chúng ta làm động tác như này thì chúng ta viết lại là y1 sẽ bằng là y0 cộng với y phẩy tại x thì không, và ở đây là x thì 1 trừ x thì không. Và vì chúng ta gọi x thì 1 trừ x thì không bằng h, trên là chúng ta viết gọn nó lại chính là gì? Y1 thì bằng y0 cộng với y phẩy tính tại x thì không nhân với h. Đó. Và lại một lần nữa chúng ta thấy rằng là chúng ta gọi cái này là hệ số góc, nên là để đỡ viết lằng nhằng y phẩy thì chúng ta gọi nó là một cái phi. Nếu phải là y0 cộng với phi. Đó. Phi gì ạ? Nhân với h. Đấy. Thế thì lúc này thì chúng ta thấy công thức đó chính là công thức mà chúng ta đang có ở trong cái gọi là công thức Euler như thế này. Đấy ạ, phi đây. Và chúng ta thấy là y ở bước kế tiếp sẽ bằng cái y ở ngay trước phía đó, ngay trước cái bước đó, cộng với cả cái hệ số góc và nhân với cả cái bước của chúng ta. Thế thì như vậy, đây chính là công thức tạo ra cái quy luật lập trình đấy các bạn. Đúng không ạ? Bây giờ rõ ràng các bạn thấy là chúng ta chỉ còn cho mỗi cái gì ạ? Cho một cái biến y này nó chạy thôi, cái chỉ số y nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Đó. Là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cứ như thế này, chúng ta sẽ tính được ra gì? Khi y nhỏ bằng 0 thì chúng ta tính được y1. Đúng không? Y nhỏ bằng 0 thì chúng ta tính được y1. Y nhỏ bằng 1 thì chúng ta tính được y2. Đấy, chấm chấm cứ như vậy. Và y nhỏ bằng y bằng n trừ 1 thì chúng ta tính được yn. Đó. Mà cái bước tính h của chúng ta là chúng ta đã định hình rồi. Cho nên chúng ta biết chắc chắn là gì ạ? X thì 0 của chúng ta là bằng cái gì đó thì x thì 1 của thầy sẽ là x thì 0 cộng h, x thì 2 của thầy sẽ là x thì 0 cộng với 2h. Và cứ như thế thì x thì n của thầy sẽ là x thì 0 cộng với 2 cộng với n trừ 1 nhân h. Và như vậy thì x thì 1 biết, y1 biết thì xác định được cái điểm tọa độ tiếp theo của cái đường cong đó. X thì 2 biết, y2 biết thì chúng ta cũng tính được. Và như thế đến x thì n biết và yn biết, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ xác định được ra tất cả các điểm trên cái đường cong như thế này. À, đúng không ạ? Chúng ta có được các cái điểm mà người ta tô tròn như thế này. Đấy, điểm thứ nhất, rồi đến điểm thứ hai, điểm thứ ba. Bởi vì ở đây sao? Chúng ta đã biết được cái điểm xuất phát của đây là x thì 0 là bằng mấy rồi. Sau đó thì với cái bước 0,5 thì chắc chắn cái điểm tọa độ ở đây nó sẽ là điểm 0,5. Đó, 0,5. Rồi đây là thêm một 0,5 nữa thì thành 1. Rồi đây là 1,5. Rồi thêm một cái 0,5 nữa thì thành 2. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có được các cái bước tọa độ x đã xác định, mà chỉ cần thực hiện đốt phép tính cho y thì chúng ta sẽ xác định được các cái điểm cặp tọa độ của các cái điểm đó. Và như vậy chúng ta xác định được cái đường cong giải xấp xỉ theo phương pháp số. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta như vậy, thứ nhất là nắm được cái quy luật để tạo ra được cái đường cong đó. Và cái nhiệm vụ thứ hai chúng ta sẽ bàn đó là làm sao để làm cho cái đường cong xấp xỉ này nó tiệm cận tốt hơn về đường cong thực tế. Tức là chúng ta làm sao để mà tối thiểu hóa được cái sai số. Thì như thế là xong. Và một lần nữa thì các bạn lại nhớ lại cái buổi đầu thầy có chia sẻ với các bạn. Đó là khi chúng ta giải một bài toán trong kỹ thuật thì việc tồn tại sai số là luôn luôn có. Không bao giờ có cái chuyện chúng ta giải ra được một cái bài toán mà có một cái kết quả chính xác tuyệt đối với thực nghiệm. Đơn giản là bởi vì trong cái việc chúng ta xây dựng cái bài toán lý thuyết để chúng ta giải đó, là chúng ta đã phải giả định sẵn những cái điều kiện thực nghiệm nhất định nào đó là hàm số, trong khi trong thực tế thì nó biến động. Như vậy thì không bao giờ chúng ta ôm một cái tham vọng rằng là cái bài toán lý thuyết mà giải ra mà nó đúng khít được với cả đường cong thực nghiệm. Bởi vì nếu như cố tình làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang ngụy tạo ra cái kết quả tính toán. Thế thì ở đây cái đường cong mà thực nghiệm của chúng ta đấy,
bao giờ nó cũng sẽ có một độ lệch nhất định so với cả đường cong tính toán. Nhưng nếu như độ lệch đó là nhỏ hơn một cái mức nhận xét, hoặc là cái độ một cái nhỏ hơn một cái mức mà cái máy của chúng ta nó có thể nhận biết được, thì có nghĩa là phép tính toán của chúng ta là chính xác tuyệt đối so với cái máy đó. Thế nên ở đây chỉ cần chúng ta đảm bảo kéo cái sai số này về dưới một cái giá trị sai số max nào đó cho phép, thì chúng ta sẽ được coi như là chúng ta đã giải xong bài toán với độ chính xác đủ cao, đủ lớn. Đó. Thế thì thầy quay trở lại chi tiết hơn với cả cái gọi là, đấy là thầy dẫn dắt ý tưởng, cũng như là đồng thời là cũng nói về cái Euler đấy, nhưng mà chúng ta sẽ chi tiết hóa nó hơn một chút xíu và hệ thống hóa theo trang sách để chúng ta không bị dối. Thế thì cái phương pháp đầu tiên người ta đề cập đến là phương pháp Euler. Thì công thức để mà thực hiện cái phương pháp này thì như thầy vừa mới giải thích, đó chính là cái công thức số 2.25.2 này. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ giải bài toán. Ví dụ chúng ta cần phải giải một bài toán thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ giả sử các em được giao một cái đề thi là hãy giải cái bài toán có cái phương trình vi phân như thế này, đúng không? Bằng phương pháp số. Tất nhiên thì trong trường này thì các bạn nhận ra là gì ạ? Với cái hàm mà phương trình vi phân mà như thế này thì dễ quá tìm được y ngay bằng giải tích, chứ giảm phương pháp số làm gì cho cực, đúng không nào? Nhưng giả sử đây là người ta cố tình người ta đưa cho chúng ta một cái bài toán mà chúng ta cũng sẽ biết chắc chắn được nguyên hàm trong trong cái thực tế, trong cái gọi là giải tích của chúng ta thì sẽ là bằng cái gì, đúng không? Đó. Thế nhưng ở đây chúng ta sẽ nhờ cái nguyên hàm đó để chúng ta lát nữa chúng ta so sánh xem giá trị thực của nó, true solution của nó, và cái giá trị gì ạ, tính toán bằng phương pháp số thì nó sẽ bị sai lệch như thế nào. Thế thì ở đây cái bài toán này người ta cho chúng ta một cái điều kiện là gì ạ? Điều kiện ban đầu đó chính là x xì bằng 0 thì y bằng 1. Đây chính là cái điểm xuất phát. Đấy, các bạn hãy xuất phát. Như vừa nãy thầy đã bàn là x xì 0 y 0 đấy. Thế thì với cái điểm xuất phát như thế cộng với cái bước mà người ta cũng cho chúng ta định hình là hãy tính với cái bước 0.5. Tức là x xì bằng 0 thì cái điểm kế tiếp sẽ là x xì bằng mấy? Mấy các bạn? 0.5 thì ơi. Và tính đến bao giờ thì chúng ta chỉ cần giải bài toán này trong cái phạm vi x xì từ 0 cho đến 4 thôi. Đó. Và như vậy thì sẽ là khoảng bao nhiêu điểm để cần tính các bạn? Thử suy luận ra nào, có bao nhiêu điểm cần tính? 8 điểm này. Bao nhiêu? 8 điểm. 7 điểm. 7 hay 8 hay 9? 7 hay 8. 8, đồng ý, 8 điểm nhé, 8 điểm này. Thực ra thì nó cũng gần giống như là một cái sự máy móc là lấy cái khoảng đó chia cho cái bước khác là mình biết này là mấy điểm ngay. Thế tại sao chúng ta lại làm động tác đó? Là bởi vì chúng ta sẽ thấy là gì? Nó sẽ là 8 đoạn. Đoạn từ 0 cho đến 0.5 là 1 này, 0.5 cho đến 1 là 2, 0.1 cho đến 1.5 là 3, 1.5 cho đến 2 là 4, 2 cho đến 2.5 là 5, 2.5 đến 3 là 6, 3 đến 3.5 là 7 và 3.5 đến 4 thì là 8. 8 đoạn. 8 đoạn thì ứng với 9 điểm. Nhưng mà thực ra thì 9 điểm, nhưng mà một cái điểm đầu tiên người ta cho mình là x0 y0 rồi. Cho nên là thực ra mình chỉ cần tính đến 8 điểm còn lại. Đây là chính xác là 8 nha. Và trong trường này thì chúng ta làm động tác đó như thế nào? À đây, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta thay cái phương trình thôi. Ở đây là cái nguyên hàm mà chúng ta giải ra ấy, nó sẽ là cái nguyên hàm này nha, tức là cái hàm chính xác nó sẽ là hàm này. Làm thế nào để giải ra cái này còn có phải hỏi không? Từ phương trình này mà giải ra được cái đường y bằng cái này có còn phải hỏi thầy không? Dạ không thầy ơi. Ok, may quá. Rồi tốt. Thế thì bây giờ cái động tác đầu tiên chúng ta làm bằng phương pháp số sẽ chính là gì ạ? Chúng ta chưa, giả sử chúng ta chưa hề biết gì về cái này, và chúng ta sẽ làm động tác là y tính tại điểm x thì bằng 0.5, tức là chính là y1 đấy, đúng không ạ? Y1, bởi vì chúng ta có này x thì 0, y0 đó, bằng 0 và 1. Thì x thì 1, y1 của thầy sẽ bằng là 0.5, và chúng ta cần phải tính cái giá trị ở đây. Xong rồi x thì 2, y2 đó, thì sẽ bằng 1, và phải tính cái giá trị ở đây. X thì 3, y3 thì bằng 1.5.
Tức là nhờ cái bước tính H đã định hình và điểm xuất phát của chúng ta đã có, cũng như cái khoảng tính toán, chúng ta biết chính xác là chúng ta đang tính cho từng cái bước x xì bằng bao nhiêu. Và cứ như vậy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ viết đến x xì 8, y 8 thì là bằng bao nhiêu các bạn? 3 hay là 4? 3 hay là 4 các bạn? Được rồi, trả lời đi. 4. X xì 3 thì là 1,5. Thế thì x xì 8 sẽ chính là 8 lần 0,5 thì là bằng 4. Đó, và chúng ta cần phải tính xem cái điểm này là bằng bao nhiêu. Thế thì bây giờ đây chính là cái động tác mà chúng ta đang tính cho từng bước đây. À, như vậy đối với y 1 chính là cái giá trị này đấy. Được không? Thì thầy đang tính là đơn giản là gì? Lắp cái giá trị x xì bằng 0, y bằng 1 vào cái biểu thức nào? Vào cái biểu thức Euler này này. À, x xì 0 tính cho y 1 thì đây sẽ chính là y 0 và đây là f tính tại x thì không y 0 và nhân với cả cái bước h là bằng 0,5, cho nên đấy chính là gì, nó sẽ bằng là y 1 của thầy sẽ bằng là y 0 mà y 0 thì bằng 0, à sẽ y 0 thì bằng 1, đúng không? Cho x thì bằng 0 thì y bằng 1 mà, rồi cộng với đây là cái hàm f này à, mà tính tại cái giá trị là x thì bằng 0 và y bằng 1 rồi nhân với cả 0,5. Thế thì cái hàm F đấy là hàm F nào? Hàm F đấy chính là cái hàm này này. Được. Và như vậy thay X thì bằng 0, Y bằng 1 vào đây thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 8,5. Cho nên là chắc chắn cái đó nó sẽ bằng 1 cộng với 8,5 và nhân với cả 0,5. À, và nó sẽ bằng bao nhiêu? Thì các bạn nhìn thấy này. Ở đây chính là 1 cộng với 8,5 nhân 0,5 bằng 5,25. Được chưa? Đó. Nhưng ở đây người ta đang giải thích cho mình từng xíu một, giống như là thầy cũng viết ra trên bảng cho các em thôi. Đó là gì ạ? Là à, bây giờ đầu tiên là mình đi tìm cái y tại 0,5 thì chúng ta phải đi tìm, phải viết công thức nó ra bằng y tại 0 và nhân với cả cái này tính tại x thì 0 y 0 và nhân với cả hạ này. Trong đó thì cái hệ số góc mà tính tại x 0 y 0 nó sẽ bằng cái này và thế vào thì nó ra bằng 8,5. Thế và như vậy thì thay trở lại vào cái công thức ban đầu này thì chúng ta sẽ thấy là nó bằng 1 bởi vì là được y0 được cho trước bằng 1 rồi. Đấy, bằng 8,5 và bước là h bằng 0,5 nên nó ra cái kết quả này. Thế nên là thực ra thầy vừa nói câu vừa nãy thì có nghĩa là thầy đã gom chung cả ba cái bước này. Ba trong một luôn, đúng không? Là thầy nói luôn đến cái dòng này. Thầy nói luôn đến cái dòng này. Và như vậy thì tại x xì bằng 0,5 thì y của thầy sẽ bằng cái gì? À, sẽ nói x xì bằng 0,5 thì y của thầy đã bằng là 5,25. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn vào cái hàm chính xác mà chúng ta tính toán thử xem là x xì bằng 0,5 thì với cái hàm nghiệm chính xác này thì y sẽ bằng bao nhiêu, thì chúng ta tính ra là y sẽ bằng này. Đó. Mục đích ở trong cái bài toán cho một cái ví dụ khá đơn giản này để so sánh cái độ chính xác của phương pháp số và phương pháp của phương pháp giải tích xem nó như thế nào với nhau. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang vấp phải một cái sai số là tới 63,1%. Lần này chúng ta sẽ lý giải cái nguyên nhân vì sao. Thì thực ra nguyên nhân chính là ở chỗ chúng ta đang để cái bước này chúng ta khá thô là 0,5. Đó. Trong cái khoảng từ 0 cho đến 4 và chúng ta chia bước là 0,5 thì nó thô quá. Cả một đoạn này chỉ được có 8 khúc thôi. Nó sẽ rất khác với cả một bạn khác chia cái này là 0,005. Và chúng ta sẽ thấy là lúc đó cái độ chính xác của phép tính này của bạn này sẽ lớn hơn và gần với cái giá trị thực này hơn rất rất nhiều. Đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ thấy được cái điều đó ở những cái lý giải tiếp theo. Tương tự bây giờ thầy mới dừng lại ở cái mức gọi là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta đi tiếp. À, sau khi chúng ta đã có được cái giá trị của y tính tại 0,5 tức là giá trị y 1 thì chúng ta viết nó vào đây, đúng không? Như vậy ở đây là 5,25. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta lại lấy cái biểu thức này, à lấy cái tọa độ của x 1 y 1 này để chúng ta làm gì? Chúng ta tính tiếp cho cái điểm x 2 y 2. Tính tiếp cho cái điểm x 2 y 2. Và ở trong trường này thì chúng ta dùng cái kết quả, à dùng cái cách làm thì giống hệt như vừa nãy. Được. Và biểu thức của nó sẽ là gì ạ? Y2 sẽ bằng là y tính tại x1. À sẽ y tính tại x1 cộng với gì ạ? Cộng với cái f mà tính tại x1 y1 rồi nhân với h. Là cụ thể phương trình đó chính là ở đây. Y1 tức là y tính tại 1 đấy. Được không? Y tính tại 1 là cái chỗ này. Đó, thì sẽ bằng là y tính tại 0,5
rồi cộng với cả f tính tại 0,5 và 5,25 vừa mới tính ra, đúng không? Tại x 1 y 1 để rồi nhân với cả cái bước là h, và chúng ta lại thế vào cái biểu thức của cái hàm f với cái giá trị x thì bằng 0,5 thì chúng ta suy ra được cái hệ số góc, và cái giá trị của y mà tính tại 0,5 vừa mới tính vừa nãy là 5,25, cho nên là chúng ta đặt nó vào đây và chúng ta tính toán ra thì cái giá trị y 1 của thầy lúc này là 5,875, thì chúng ta lại ghi nó vào trong cái chỗ này 5,875. Đấy, và cứ như thế các bạn có đồng ý với thầy là như vậy đã tính được từ x thì 0 y 0 sẽ tính ra được x 1 y 1, x 1 y 1 lại tính được x 2 y 2, và tiếp tục cứ như thế là chúng ta sẽ đi được đến x 8 y 8. Và cái quá trình này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nên khi mà lập trình bằng máy tính thì chúng ta sẽ có thể cho nó chạy tự động, và cuối cùng chúng ta rút ra được các giá trị gì từ 1 cho đến 8 là như thế này. Đấy, các cái giá trị tọa độ của y đấy. Và ở cái cột này là cái giá trị tọa độ của y mà theo cái nguyên hàm chính xác bằng giải tích chúng ta có. Và lúc này chúng ta lập thành cái bảng này để chúng ta làm gì? Để chúng ta nhìn xem tình hình là sai số nó như nào. Được không? Thế thì các bạn thấy là ở đây chúng ta đang xuất phát điểm với một cái sai số không dễ chịu chút nào, 63,1%. Và vì thế thì cái sai số này nó sẽ còn có xu hướng còn có thể tăng hơn nữa, và thậm chí có những lúc nó tăng tới 133,3%. Sai như thế thì sai quá, đúng không ạ? Rất là sai. Và như vậy thì cái kết quả giải ở một cái bài toán như thế này với một độ sai lệch quá lớn như vậy thì thường là được khó được chấp nhận. Vì thế người ta mới phải đặt ra câu hỏi là làm thế nào để tăng được độ chính xác cho phép tính này. Và trong chiều này thì để tăng độ chính xác thì người ta làm một cái thủ thuật đơn giản thôi. Đó là gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra được một cái công thức gọi là công thức đánh giá sai số của phương pháp Euler. Và công thức đó đâu? Công thức đó đây. Đấy. Và rõ ràng người ta đã chứng minh được rằng cái công thức sai số là có cái dạng thức như thế này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đang tỷ lệ thuận với bình phương của bước tính. Có nghĩa là bước tính của chúng ta càng thô thì cái sai số của chúng ta nó sẽ càng lớn. Và vì vậy, để tăng được cái gọi là độ chính xác cho cái phương pháp Euler thì chúng ta càng phải cho cái h càng nhỏ thì càng tốt. Đó. Càng nhỏ càng tốt. Hay nói cách khác là cái bước tính của chúng ta trong một cái khoảng giá trị đó, mà chúng ta cần giải cái bài toán thì chúng ta chia cái này thành ra những cái đoạn càng nhỏ thì càng tốt. Đó. Thì điều đó cũng phù hợp với cái logic vừa nãy thầy vừa giải thích, đó là gì ạ? Khi chúng ta chia các đoạn càng nhỏ thì cái sai lệch giữa cái đường cong thật và cái đường cong tính toán của chúng ta nó sẽ càng nhỏ. Đó. Giả sử ở trong trường này cái bước của thầy chỉ là 0,005 thôi thì gần như là hai cái anh này nó vẫn chồng lên nhau, và như vậy thì vẫn đủ chính xác để chúng ta đi lần tiếp. Và như vậy khi chúng ta giảm xuống thì lập tức là cái đường cong màu xanh của chúng ta nó sẽ có thể nói là nó như thế này, nó tựa khá sát vào cái đường cong màu đen như này. Được không? Đấy. Bằng chứng là ngay ở cái ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ thấy là ứng với cũng cùng một bài toán đó mà người ta chỉ giảm xuống h bằng 0,25 thôi. Đó, 0,25 thôi. Thì lập tức cái đường cong mà nghiệm của chúng ta lúc đó nó sẽ có cái dạng nằm ở đâu đó ở khoảng giữa của cái anh này như thế này. Tức là anh ta đã tiến gần hơn đến cái đường cong thật của chúng ta rồi. Và thầy tua nhanh đến cái hình ảnh đó để các em thấy được cái minh chứng thực tế. Đó chính là như thế này. Đây, chỉ nhờ chúng ta giảm cái bước của chúng ta giảm xuống phân nửa thôi thì tự nhiên cái đường màu xanh của chúng ta bây giờ nó đang nằm ở khoảng giữa và tiệm cận tốt hơn đến cái đường giá trị thực tế của chúng ta như thế này, so với cả cái đường bước thô của chúng ta là 0,5. Và như vậy với cái sức mạnh của cái máy tính thì thực ra em có thể chia trong một cái quãng từ 0 đến 4 này 1 tỷ bước thì nó vẫn tính được, đúng không ạ? Chúng ta vẫn thấy là máy tính chắc chắn nó sẽ tính được. Chỉ có điều cái giá phải trả là thời gian tính toán của nó sẽ phải dài ra. Đấy, nhưng cho dù gì đi nữa thì cái động tác mà chúng ta tính toán đó nó sẽ vẫn đưa ra được kết quả có độ chính xác cao hơn là khi chúng ta dùng những cái bước tính rất là thô. Và đấy là cái tư duy của cái việc chúng ta tăng được cái độ chính xác của cái sai lệch của cái phương pháp tính toán này. Và ở đây thì tóm lại là với công thức Euler thì cái tăng độ chính xác chỉ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta giảm cái bước tính của chúng ta bao nhiêu sâu mà thôi. Đó, giảm được càng nhỏ thì càng tốt. Đó. Thế nhưng đối với các nhà toán học thì họ không dừng lại đó. Không nhẽ chỉ có thế thôi thì cái độ giảm đó nó vẫn chưa hoàn toàn hiệu quả. Cho nên ở đây người ta sẽ đề cập đến thêm cho chúng ta một số các cái giải pháp khác nữa.
À, các em lưu ý trước khi thầy xóa cái cột bên đây thì thầy vừa viết cho các em cái cột này chính là cái tư duy, cái mạch tư duy để chúng ta giải một cái bài toán bằng phương pháp số đấy các bạn nhé. À, khi các em làm bài thi thì các em cũng sẽ phải làm cho thầy cái động tác là viết ra từng cái kết quả ở từng cái mốc như thế này. À, được không? Xuất phát điểm từ cái mốc người ta cho. À, và chúng ta sẽ thực hiện các phép tính ở từng cái mốc tiếp theo và chúng ta phải viết ra được cái kết quả từng mốc này. Thì khi đó tất cả những cái mốc chúng ta tính toán ra đó đúng thì chúng ta mới được điểm tối đa. Và ở đây thì ở giữa những cái phần này đó, là chúng ta phải xem vào đây cái phần mà chúng ta vừa mới thực hiện các cái công thức tính đó đó. Đấy, cho nên là cách trình bày thì nó sẽ giống như thế này. Và các bạn có thể thầy sẽ trình bày cái điều đó ngay tại đây một lần thôi, nhưng sau đó thì các bạn từ đó trở đi các bạn sẽ hiểu là những cái bài sau các bạn cũng sẽ làm thứ tự như vậy. Tức là ở đây với phương pháp Euler hay là với phương pháp nào thì các bạn cũng sẽ trình bày như thế này. Tức là chúng ta biết chắc chắn là chúng ta phải tính đến Y8 đó, để chúng ta tìm được ra cái lời giải cho toàn bộ cái khoảng từ 0 cho đến 4. Tuy nhiên là chúng ta sẽ viết như thế này. Trong cái lời giải thực tế đấy thì các bạn sẽ viết là bây giờ ví dụ như là đề bài ha, đề bài là giải phương trình đi phân sau bằng phương pháp Kunkel-Gupta hay là phương pháp gì đó, bằng phương pháp gì đó ha, với cái phương trình này thì cái lời giải em sẽ viết là gì ạ? Lời giải thì ở đầu tiên chúng ta có cái điểm xuất phát là x0 y0 bằng 0,1 và em sẽ viết thụt vào một chút xíu đó, là với x0 y0 như vậy thì chúng ta ví dụ như với Euler thì chúng ta sẽ viết là gì ạ? Là y1 sẽ bằng y0 cộng với f tính tại x0 y0 nhân với cả h. Và trong trường này thì nếu như đây là lần đầu tiên chúng ta viết với nhau thì các em viết thêm cái công thức này, nhưng trong bài giải khi chúng ta đã hiểu đủ thành thạo rồi thì các em không cần viết cái công thức tổng quát này nữa, mà các em có thể chỉ viết cần viết luôn trực tiếp cái dòng này này, y1 sẽ bằng là bằng 1 cộng với gì ạ? Cộng với cái biểu thức mà chúng ta có ở trên này này. À, ví dụ như đây là 2 nhân x trừ 2 nhân x mũ 3 trừ 2 nhân với 0 mũ 3 cộng với 12 x bình phương, nên là 12 nhân với 0 bình phương cộng với trừ đi 20 nhân x 20 nhân 0 và cộng với 8,5. Và các bạn có thể viết luôn kết quả đây là sẽ bằng là 5, à xin lỗi, nhân với cả đấy nữa, nhân với cả 0,5 nữa. Thầy xóa lên 0,5 và bằng 5,25. Đấy, cái cách mà chúng ta viết cái lời giải của nó là như thế đấy. Cho nên là cái dòng này có thể đây là lần đầu tiên thì thầy viết với các em để các em hiểu là thầy đang làm cái gì ở đây. Đúng không? Đây chính là thầy đang thế x y không bằng 1 luôn rồi này. Thầy đang thế cái fx không y không là chính là bằng cái biểu thức này rồi này. À, tức là cái biểu thức của f và chúng ta đã thế x y không y không vào đây rồi, và h thì thầy thế 0,5 vào đây. Và như vậy thì lập tức thầy rút ra được cái kết quả này. Khi có kết quả này rồi thì lại xuống dòng tiếp tiếp cho thầy là gì ạ? Lúc đó thì x1 y1 bằng 0,5 và ở đây là 5,25. Và đến đây chúng ta lại viết tiếp ở đây y2 bằng y2 bằng. Ở đây cái thanh dọc này thầy viết, thầy vẽ ra như này để các em hiểu là chúng ta trình bày nó thụt vào chứ không phải là lúc em làm bài em kéo một cái thanh dọc đây nha. Các bạn lưu ý cho thầy nha, không kẹo nhầm lẫn này. À, ý thầy là chúng ta trình bày nó như vậy đó. Và như vậy khi chấm bài thì cũng rất là rõ nghĩa. Là thầy biết chắc chính xác là em đang viết cái này, suy ra được cái bước tiếp theo là cái gì. Và các em nhận ra rằng là gì? Đối với phương pháp Euler ấy, thì cái khoảng từ cái điểm thứ nhất này sang điểm thứ hai này ấy, nó chỉ có một dòng này thôi. Nhưng đối với cả phương pháp Runge-Kutta thì trong này ấy, chúng ta sẽ có khoảng độ 3-4 dòng. À, thì tùy theo cái công thức xử lý thì chúng ta sẽ viết ra, và như vậy cứ như thế chúng ta trình bày tiếp. Đúng không? Sau đến đây chúng ta suy ra được y2 rồi chúng ta lại có x2, y2 bằng cái gì đó. Và cứ như vậy chúng ta viết tiếp là cái biểu thức tính toán ở phần x2, y2 để suy ra x3, y3. Rồi tiếp theo chúng ta cứ như vậy cho đến x8, y8. Cái màn hình nó đang thui luôn rồi thầy ơi. Đúng rồi, cái máy của thầy nó đang bị hơi thỉnh thoảng nó bị cái chuyện đó đó. Thầy không ngạc nhiên với nó. Các bạn hãy chờ xíu để nó quay lại. Chắc là do thầy mở nhiều ứng dụng với lại thầy đang xử lý trực tiếp trên màn hình đấy, nên cái cạc màn hình đấy nó hơi yếu. Rồi, bây giờ chúng ta lại quay lại và các bạn hiểu ý thầy chỗ này đúng không? Như vậy các bạn cứ viết theo từng bước như thế nhé. Và từng bước như vậy và chúng ta
có cái cách trình bày đó vừa rõ nghĩa cho cả hai bên, em làm em cũng không bị sót, và thầy viết thầy chấm thầy cũng không yên tâm là em thầy không bỏ sót cái dữ liệu nào của các em cả. Và nhiệm vụ là chúng ta phải viết ra cái dòng này. Vì sao? Một lần nữa thầy lại nhắc cái lý do mà các em viết ra cái dòng này ấy, để nếu như đến đây rồi em viết đúng rồi mà tự nhiên bấm máy tính quánh quáng nào viết ra thành 4,9 thì các em vẫn còn được một phần điểm ở chỗ này. Chứ đúng là em viết I1 bằng 4,9 cái là thôi chết luôn. Đó. Và còn tùy thuộc vào cái này sai sớm hay sai muộn nữa. Ví dụ cái điều sai ngớ ngẩn đó nó nằm ở cái X7, X8 thì còn đang còn cái phần phía trên đang còn cứu được. Chứ mà sai ngay từ X0 thì tất cả toàn bộ viên sau này vứt đi hết. Hiểu không ạ? Cho nên là cái phần mà chúng ta viết diễn giải này này nó là cái phần mà để giúp cho chúng ta có được cái phao cứu sinh đấy, trong trường hợp nếu mà tính toán chẳng may lỡ làm. Thì các bạn lưu ý cho thầy, thầy luôn luôn chỉ cho các em cách thầy chấm bài và làm sao để mà cho các em an toàn hơn nhất có thể. Thì các em cũng cố gắng tôn trọng cái điều đó để mà tự cho mình một cái sự an toàn. Rồi, thế thì ở đây cái phần mà nội dung của cả cái chương 2 các bạn sẽ thấy là gì? Cách bố trí cái lời giải luôn luôn là như thế này. Và nó chỉ còn có khác nhau ở cái phần nội dung ở trong cái bước tính này mà thôi. Còn cái bước tính này, cái cách làm nó cứ lặp đi lặp lại ở các cái bước này, cứ y hệt như nhau. Cho nên là lát nữa thì chúng ta sẽ nói thêm một số các cái phương pháp ngoài Euler ra. Chúng ta còn có những cái phương pháp, 4 phương pháp nữa. Nhưng mà phương pháp nào đi nữa thì nó chỉ khác nhau mấy cái công thức diễn ra trong nội bộ này thôi. Còn lại thì cái bước tính chúng ta làm y hệt. Và đấy là lý do vì sao em nhìn thấy một cái khung như thế này thì em thấy là chúng ta lập trình được, lập trình hóa cái quá trình này được. Tuy nhiên là ở đây thì khi các em đang còn là phải làm bài thi và chúng ta không được dùng máy tính thì buộc chúng ta phải nắm được cái mường tượng được cái quy luật này ha, để mà chúng ta bấm máy tính cho được. Còn nếu mà đã lập trình được rồi thì chỉ cần key in những cái giá trị khởi điểm và cái khoảng giá trị mong muốn rồi cái bước tính cần thiết, enter một cái nó ra nguyên sọc này luôn rồi. Đó. Thế thì ở đây cái tư duy thì quay trở lại cái câu vừa nãy. Đối với phương pháp Euler để nâng cao được cái tư duy nâng cao được cái độ chính xác về kết quả thì cái cách tư duy đó chính là giảm tối đa cái bước tính của chúng ta. Nhưng mà giảm đến đâu thì chúng ta cũng đã nói rồi. Chúng ta giảm đến một cái mức độ nhỏ, đủ nhỏ để cái sai số của chúng ta vấp phải nó đủ nhỏ là được. Chứ không phải là cứ giảm mãi mãi đâu ạ. Giảm đến vô cùng thì tất nhiên là sai số sẽ bằng không. Nhưng vô cùng là bao nhiêu? Trong cái quá trình tính toán thực tế không thể có cái giá trị nào gọi là giá trị vô cùng hết. Cho nên là chúng ta sẽ luôn luôn canh. Ví dụ như là cái sai lệch đó dưới 1% thì cái máy đó nó không nhận ra được. À, thì coi như là chúng ta chỉ cần giảm hát 10 lần thôi. Nhưng nếu như chúng ta cần phải có độ chính xác 1/1000 thì chúng ta phải giảm hát khoảng độ 20 lần thì chúng ta mới đạt được cái độ chính xác đó. Thế thì tương ứng theo đó mà là thế thôi. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý là ngoài cái phương án tư duy là giảm bước để chúng ta tăng độ chính xác thì các nhà toán học của thế hệ tiếp theo sau Euler họ lại có những cái tư duy khác thêm nữa, đó là tôi có thể cải tiến độ chính xác thông qua việc tôi cải tiến cái định hướng của cái bước đi tiếp theo. Trong trường này thì chúng ta thấy là Euler chỉ đơn giản là phóng một cái đường gì ạ? Một cái đường tiếp tuyến cho đến tận điểm tiếp theo để xác định cái điểm giá trị mong muốn. Thế thì các cái nhà toán học ở thế hệ kế cận họ không phóng thẳng như thế này mà họ sẽ làm một cái động tác mà có thể nói là nó tạo thêm cái ràng buộc để có cơ hội nó tiệm cận về cái giá trị của cái đường cong thực tế tốt hơn. Và phương pháp đầu tiên trong số đó được gọi là phương pháp Hund. Phương pháp Hund. Phương pháp Hund. Thì cái phương pháp Hund này diễn ra như thế nào? Thì cái ý tưởng của nó là thế này các bạn. Ý tưởng là chúng ta cũng giống như bước đầu tiên, chúng ta cũng giống như Euler, là chúng ta cũng xem là nếu như đi theo Euler thì cái hướng tiếp theo thì cái điểm đó sẽ là cái gì. Đó. Nhưng chúng ta Hund chưa vội vàng lấy cái điểm này là cái điểm thông báo kết quả cho I1. Mà Hund sẽ làm động tác gì? Đến đây thì Hund lại lấy tiếp cái điểm này để Hund tìm ra một cái đường tiếp tuyến tiếp theo. Hệ số góc của cái đường tiếp tuyến tiếp theo. Và sau đó ông ta cẩn thận lấy trung bình cộng của các hai cái hệ số góc này. Ông ta lấy trung bình cộng của hai cái hệ số góc này lại. Thì ông ta mới nói rằng cái giá trị trung bình cộng của hai cái đường đó nó mới là cái đường mà chúng ta nên đi từ cái điểm x0 này này sang cái điểm x1. Và vì thế thì cái đường cong của chúng ta
cái đường hệ số góc của chúng ta nói chung là nó có thể nó thoải hơn một chút như này. Đấy, và vì thế thì khi phóng từ cái điểm này sang điểm này thì lúc đấy cái phương pháp Hund cho chúng ta một cái kết quả nó ở đâu đó gần đây hơn. Thay vì nó vọt lên tận đây của Euler thì bây giờ cái phương pháp Hund nó sẽ cho chúng ta kết quả nó tương đối gần cái giá trị true value này hơn. Thế thì đấy chính là cái tư duy của cái việc là gì? Cùng bước giải như nhau thì đối với phương pháp Hund tôi sẽ có cái độ chính xác cao hơn là phương pháp Euler. Đó. Và ở đây thì thầy giải thích ý tưởng thôi, còn thực ra trong sách người ta cũng có nói đến điều này với cái hình ảnh người ta viết vẽ rõ ràng hơn. Thầy sẽ tua xuống dưới này. Thầy tua xuống dưới ha. Đây. Chúng ta nó gọi nó là cái cụm các cái phương pháp để nâng cao chất lượng của phương pháp Euler. À, thì thầy kéo xuống hẳn luôn xuống dưới này. Đây cái phần giải thuật nhé, algorithm for Euler's method, thì cái phương pháp cái phần giải thuật để mà lập trình ấy, cú pháp lập trình cho cái phần mà gọi là lập trình cho cái phương pháp giải Euler khi y chạy từ x thì chạy từ 0 đến 4 với cái bước tính là 0,5 như này này. Đó, thì nó lập trình như này và em chỉ việc là key in vào enter một cái là ra kết quả của cái bảng 8 cái điểm như vừa nãy vừa bàn. Thế thì bây giờ chúng ta nói đến cái gọi là cái higher order Taylor series method, hay nói cách khác là đây là các cái phương pháp gọi là phát triển hay là cải tiến của phương pháp Euler. Và chúng ta thấy ở đây chúng ta có cái phương pháp đầu tiên là phương pháp Hund mà như thầy vừa nói. Phương pháp Hund thì phương pháp Hund đó với cái tư duy như vậy thì ông ta sẽ lấy trung bình cộng của hai cái này, và vì thế thì các bạn thấy là ở đây chúng ta lấy trung bình cộng của cái hai cái hệ số góc đó rồi chúng ta mới áp vào cái đường thẳng có cái hệ số góc trung bình cộng đó, và chúng ta mới lúc đấy mới đặt cái giá trị của x tại điểm kế tiếp này thế vào phương trình đường thẳng đó để suy ra cái tung độ của nó là bao nhiêu. Và vì thế cho nên ở đây giống như vừa nãy Euler thầy nói là ở cái bước đây nha, các bạn lưu ý này, ở cái bước này thì chúng ta thấy từ bước nọ chuyển sang bước kia trong phương pháp Euler thì chúng ta chỉ có một cái phép tính này thôi. Đúng không? Một phép tính này thôi. Nhưng ở phương pháp Hund thì chúng ta sẽ phải có hai phép tính. Chúng ta sẽ điền thêm một cái phép tính nữa vào đây. Phép tính đó là gì? Chúng ta lại tua xuống một xíu, hơi chóng mặt không cả. Chúng ta tua xuống một xíu và chúng ta nhìn lại vào phương pháp Hund thì nó như này. Đầu tiên là chúng ta vẫn đi tìm cái hệ số góc theo Euler như bình thường. Đúng không? Như bình thường. Sau đó thì chúng ta giả sử mù quáng theo Euler thì tôi sẽ tìm ra được một cái điểm gì ạ? Một cái điểm y. Giống như anh Euler thì anh ta dùng ngay cái điểm y này để anh kết luận luôn là cái điểm y1 là sẽ là gì, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta có một cái y và ký hiệu có một cái chỉ số 0 ở trên này, chúng ta không gọi là y mũ 0 nhá. Y mũ 0 thì bằng 1 mất tiêu rồi. Nhưng mà cái này là cái mà ký hiệu mà Hund đưa ra để tôi nói rằng là gì? Đây là điểm tạm mà tôi đang khảo sát. Và với cái điểm tạm này thì lúc đó tôi mới làm gì ạ? Tôi mới đưa ra cái công thức để mà tính cái hệ số góc ở cái điểm tạm đó sẽ là cái gì. Và công thức tính ở hệ số góc của điểm tạm đó chính là công thức này. Vẫn là cái phương trình của cái hàm F đó, nhưng lúc này thì lại thế cái điểm diện điểm X1, Y1 theo Euler vào, và tôi lấy được cái hệ số góc của điểm tạm đó. Rồi cuối cùng hệ số góc của điểm tạm này cộng với cả hệ số góc của cái điểm của Euler như thế này thì tôi mới kết hợp vào, tôi tính trung bình thì tôi mới đưa ra được cái hệ số góc trung bình của Hund là công hệ số góc này. Và tôi lấy được cái hệ số góc rồi thì tôi lại lắp vào cái phương trình đường thẳng thì theo Hund công thức nó mới là như thế này. Thì đây chính là cái công thức thao tác của Hund các bạn. Thao tác của Hund. Và vì thế thì các em thấy là chúng ta có cái động tác là corrector, tức là theo Hund thì chúng ta sẽ dùng phương pháp này thì nó sẽ chính xác hơn là phương pháp của Euler. Bằng chứng là gì? Chúng ta thử xét một cái ví dụ, cũng là cái ví dụ bài toán vừa nãy, mà nếu như chúng ta triển khai bằng công thức tính toán của Hund thì cái kết quả đồ thị mà chúng ta có được nó sẽ là gì? Các bạn nhìn này, với cùng một cái bài toán vừa nãy, cái đường mà Euler tạo ra là cái đường ở trên tuốt đây, nhưng với cái tư duy của Hund một cái thì cái đường nó ôm khá sát vào cái đường gì ạ? Vào cái đường cong thực tế. Như vậy nói cách khác là cái gì ạ? Cái tư duy cải tiến của Hund là cải tiến về cái xu thế tính toán ở điểm tiếp theo mà bằng cái phương án là trung bình cộng của hai hệ số góc đó, cho cái kết quả nó được nâng cao chất lượng hơn rất nhiều so với Euler. Mặc dù số phép tính bị tăng lên gấp đôi. Đúng không? Tại vì mỗi một bước tính thì chúng ta sẽ phải tính hai công thức.
so với Erlang, đúng không ạ? Chúng ta phải tính cái công thức gì? Công thức là chúng ta phải tính cái công thức của cái Erlang, rồi chúng ta tính cái công thức tạm, đúng không? Rồi qua đó chúng ta mới suy ra được cái công thức chính thức của chúng ta. Đó. Thế thì lợi, giống như là ngày xưa chúng ta học về về công cơ học, thì lợi về lực thì thiệt về đường đi đấy. Đó. Thì tương tự như thế ở đây là gì? Lợi về độ chính xác thì thiệt về số phép tính. Đó. Tức là phải tính nhiều hơn để tăng ra độ chính xác cao hơn. Vậy thì cũng công bằng thôi. Nhưng ở đây chúng ta hiểu được là lý do vì sao mà nó lại đem lại cho chúng ta độ chính xác cao hơn là vì cái xu thế mà được nhìn nhận đó, nó có cái điều kiện ràng buộc tốt hơn, và như vậy thì nó sẽ đỡ loại bỏ được hơn rất nhiều cái xác suất để chúng ta bị đi sai hướng. Chưa dừng lại ở đó, một tác giả khác đưa ra một cái ý tưởng khá thú vị, đó là phương pháp midpoint. Đồng chí nào uống bia đấy hả? Rồi, phương pháp điểm giữa là gì? Thì các bạn lại thấy là lúc này chúng ta không có dùng cái ý tưởng là chúng ta đi từng bước, là bước từ x thì 0 sang x thì 1, rồi sang x thì 2, sang x thì 3, mà chúng ta lại có cái tư duy là gì? Ở mỗi một bước ấy, tôi lại tính cái điểm ở cái giữa x thì 0 và x thì 1. Ví dụ như vậy, ở đây là x thì 0, đúng không? Ở đây là x thì 1. Thì chúng ta lại lấy cái điểm trung gian này là cái điểm mà tôi sẽ đi tìm cái điểm, tức là cái bước h trên 2 đấy, đúng không ạ? Tức là chính cái điểm trung gian này mới là cái điểm mà tôi đi tính theo xem là cái giá trị ở các cái điểm tiếp theo của, ở các cái điểm giữa của các cái đoạn xấp xỉ đó nó sẽ là những cái giá trị nào. À, nó sẽ là giá trị nào. Thế thì thực ra thì cũng chỉ là một cái tư duy cải tiến về mặt gọi là tính toán thôi. Thế thì ở đây chúng ta cũng lại thử nhìn xem cái kết quả mà phương pháp midpoint này đem lại là cái gì. Thế thì các bạn tưởng tượng là đầu tiên là các bạn phải nắm được cho thầy công thức nha. Đối với midpoint thì ở đây thay vì là tính ở cái điểm y cộng 1 thì các bạn thấy là cái điểm y là trung bình cộng hay là nằm ở giữa của y cộng 1 với cả y đấy. Nó sẽ là y của gọi là cộng 1 phần 2, tức là y cộng 1 phần 2, tức là cái điểm nằm ở không phải là chính xác ở x 1 và cũng không phải chính xác ở x 0. Nó nằm ở giữa này. Đấy, nằm ở giữa và sẽ lấy luôn luôn là lấy các điểm trung gian ở giữa này để chúng ta tái hiện ra cái đường cong, chứ không phải là các điểm đầu bút này để tái hiện ra các đường cong như vừa nãy ở Euler và Hund nữa ha. Thì chúng ta thấy là công thức đó sẽ được dùng bằng cách là chúng ta lấy cái hệ số góc của Euler mà chúng ta lại chỉ cho nó tác dụng được phân nửa thôi. Tức là vừa nãy Euler thì chúng ta thấy là lấy hệ số góc đó và cứ phóng lên như này cho đến tận x 1 để chúng ta tính ra giá trị này. Thì không, bây giờ tôi dùng cái phương pháp này, tôi giảm cái nguy cơ đó bằng cách là gì? Tôi vẫn phóng theo cái đường này nhưng mà tôi chỉ suy ra ở cái điểm phân nửa thôi. Thì tôi sẽ lấy cái biên độ đó. Như vậy thì cũng là một cái động tác giống như thể là chúng ta, bản chất của nó giống như là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang giảm bớt đi cái bước tính của chúng ta ở đây. Đó, và như vậy thì cái giá trị mà chúng ta giảm bớt này nó sẽ đỡ bị sai hơn là giá trị cuối của Erlang như thế này. Và như thế thì đấy là cái tác dụng của midpoint. Và xem chúng ta hãy xem ở cái biểu diễn này thì midpoint đem lại cho chúng ta một cái kết quả trông như thế nào. Và các bạn thấy ở đây cái đường midpoint ấy, là cái đường mà có nốt tròn màu xanh này, thì đường midpoint của chúng ta nó cũng bám rất là tốt theo cái đường gì ạ, bám rất là tốt theo cái đường thực tế, thậm chí còn tốt hơn cả của Hund, đúng không? Trong trường này Hund còn ở xa xa hơn như này, chứ còn midpoint là nó là kề khá là sát đây rồi. Đó. Rồi thậm chí cũng có thể có một phương án nữa mà chúng ta thấy ngay ở đây, đó là một tác giả khác tên là Ranston đã đưa ra một thủ thuật, đó là thay vì anh tính ở cái điểm đầu mút theo kiểu Euler hoặc là theo kiểu của Hund, thì anh cũng có thể tính theo kiểu midpoint như là phương pháp midpoint, nhưng anh cũng có thể tính theo kiểu Ranston, đó chính là anh chia cái quãng này thành 3 đoạn bằng nhau và anh sẽ lấy tọa độ ở điểm 2/3 để anh tính. À, thế thì đối với cả cái công thức Ranston thì nó là cái gì? Thì ở đây chúng ta thấy công thức Ranston nó sẽ chính là như thế này. À, người ta sẽ lấy cái gì ạ? Lấy cái hệ số góc của cái anh gọi là Euler, nhưng tôi chỉ cho 1/3 thôi.
cái trọng số của nó chỉ 1/3 thôi. Sau đó tôi sẽ lấy hệ số góc của cái anh midpoint và tôi cho cái trọng số đấy là bằng 2/3. Thì tôi kết hợp hai cái hệ số góc đó với cái trọng số 1/3, 2/3 đó, tôi mới nói rằng đấy mới là hệ số góc mà mình nên đi đến bước tiếp theo. Đó, và lúc đó thì tôi lắp vào công thức này thì tôi sẽ suy ra được cái kết quả theo Ransom. Và ở đây một lần nữa chúng ta cũng lại nhìn thấy cái tư duy của Ransom cho chúng ta một cái đường màu xanh hình tam giác ở ngay trên này, nó cũng ôm khá là tốt vào cái đường, vào cái đường cong gọi là thực tế của chúng ta. Như vậy nói nào ngay thì cả ba cái anh Hund, Midpoint và Ransom này đều là những cái anh tạo thêm một phép tính nữa để tạo ra sự ràng buộc cho cái đường cong của chúng ta, thì đều đem lại một cái khả năng ôm sát hơn rất nhiều so với Euler vào cái đường cong thực tế. Và vì thế thì chúng ta sẽ thấy là cái phương pháp mà bắt đầu tạo thêm cái sự ràng buộc đó cho chúng ta cái độ tin cậy về tính toán kết quả tốt hơn. Và thực ra ba cái phương pháp này được gọi là phương pháp bậc 2. Tại sao lại là bậc 2 thì lát nữa chúng ta lại nói đến tiếp. Thế thì chỗ này chúng ta đi tiếp là với tư duy như vậy thì đã phải là hết cách chưa, hết nhẽ chưa, hay là vẫn còn có những cái gì còn hay hơn nữa? Thì sau khi những cái người tác giả này đã đề xuất ra những cái điều đó ở 3 thế kỷ trước, thì đến thế kỷ thứ 19, tức là sau đó 2 thế kỷ, thì ra đời ông Runge-Kutta, và ông ta đưa ra một cái phương pháp nó chỉ bằng một cách diễn đạt duy nhất nhưng nó bao hàm tất cả những thành tựu của những cái tiền bối quá khứ. Và đây chính là công thức Runge-Kutta. Ông ta lập luận là cái độ chính xác của cái phép tính của chúng ta sẽ được tốt hơn nếu như cái hệ số góc này không chỉ là phụ thuộc vào các tọa độ các điểm phía trước mà còn phụ thuộc cả vào cái bước tính. Và vì thế thì ông ta đưa ra cái quy luật là gì ạ? Là để tính ra hệ số góc để có thể tìm được cái giá trị ở cái bước kế tiếp thì nhất thiết phải cân nhắc đến cái tọa độ điểm bước tính tại chỗ đó và có cái sự tác động của cái bước tính, chiều dài bước tính mà chúng ta đang sử dụng. Và đến lúc này thì với cái công thức như thế này á, thì ông ta đã đem lại cho cái lĩnh vực này một cái công thức gọi là gần như là tổng quát, gần như là tổng quát và bao hàm tất cả những thành tựu của Euler, của Runge, à của xin lỗi của Ransom, của Midpoint, của Hund vào trong lĩnh vực này. Vậy thì cái diễn đạt ở đây là gì? Chúng ta thấy là lúc này cái cách để mà chúng ta tính ra cái giá trị tiếp theo nó sẽ phải gồm có mấy bước như sau. Bước thứ nhất là với cái công thức chúng ta xác định này thì bước thứ nhất đầu tiên là chúng ta phải đi tìm được cái phi của chúng ta, đúng không? Chúng ta phải tìm được cái phi này, hệ số góc này. Còn h thì biết rồi, h là ước tính chúng ta đã có, y tại cái điểm mà chúng ta đang tính toán để tính ra điểm kế tiếp thì chúng ta cũng biết rồi, đúng không? Như vậy cái mấu chốt vấn đề là tính cái phi này là thôi. Và cái phi này tính như thế nào? Thì cái phi này được tính bằng một cái biểu thức tổng quát là a1k1, a2k2 đến ankn như thế này. Đó, và ở đây các cái hệ số a1, a2, an được chọn như thế nào và K1, K2, KN được tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy đây, K1 thì được tính bằng cái công thức như thế này. Mà nếu như các bạn để ý thì đây chính là công thức Euler. Nhưng mà chỉ là K1 thôi. Đúng không? Chỉ là K1. Còn lại còn, và K1 chỉ chiếm một cái trọng số A1. Cho nên là những cái còn lại này nó còn có đóng góp vào trong hệ số góc đó. K2 thì là sao? K2 thì chúng ta thấy là nó được cân nhắc bằng cách là tính cái hệ số góc ở một cái điểm với cái trọng số và cái khoảng cách theo một cái quy luật giá trị áp đặt nhất định nào đó là P1 và Q1H, Q11K1. Như vậy thì các bạn thấy là cái K2 ấy, nó cũng đang được tính trên cơ sở của cái gì đó liên quan đến K1 đấy. Đó, K1 có tính được rồi thì mình mới tính được Q2 các bạn, K2 các bạn nhé. Đấy. Và trong trường này thì cái chỗ này này, phải nhấn mạnh cái chỗ này là cái công thức này thì các bạn phải hiểu cho đúng là chúng ta đang thế cái gì vào cái gì. Ở đây là người ta viết là f của xi cộng với p1h, thì tức là cái này, cái mà thầy vừa mới gạch chân đây này, nó sẽ chính là cái giá trị x mà chúng ta thay vào cái hàm fxi á của cái phi ban đầu á, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái hệ số góc ban đầu á, thì khi mà thế cái giá trị để mà tính cái giá trị phi này này thì chúng ta phải thế cái xi này này bằng toàn bộ cái tổng này, đúng không? Bằng toàn bộ cái tổng này.
Tương tự như thế thì cái y phải thế bằng toàn bộ cái tổng này. Đấy. Và chúng ta phải làm được cái động tác tính ra từng cái giá trị này ở từng bước một. Ở từng bước một. Tương tự như thế, đến khi chúng ta tính đến K3, K3 vẫn nằm ở trong cái dãy tính cái giá trị phi này, đúng không? Nhưng K3 lại là một cái giá trị lại bị phụ thuộc vào K2 và K1. Và cứ như vậy, cái thành tố thứ N của chúng ta thì phụ thuộc vào tất cả những cái tiền bối của nó phía trước là K1, K2 đến KN-1. Như vậy, quá trình tính toán của Runge-Kutta muốn thực hiện được thì chúng ta phải tính theo đúng cái trật tự này. Bởi vì nếu như em đốt cháy giai đoạn em không tính K1 mà em tính nhảy vào tính K2 thì cái chỗ này không tính được. Đúng không? Là bởi vì chúng ta chưa có K1 là sao tính. Tương tự thế, không thể nhảy vào tính K3 ngay nếu như chưa có K1, K2. Và cứ như vậy thì chúng ta phải đảm bảo được tính đúng cái quy trình như thế này. Là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có được từng cái giá trị K này rồi, áp với cả bộ thông số các cái A như thế này vào thì lúc đó chúng ta mới tính được cái giá trị phi của cái bước đó. Rồi lúc này cuối cùng là gì ạ? Tính được cái giá trị phi đó rồi thì mình mới thế cái đó giá trị đó vào đây nhân với cái bước H mà chúng ta đã có giá trị rồi, nhân cộng với cả cái y tức là cái giá trị tung độ của cái điểm đang cần tính để làm cái điểm xuất phát sang cái điểm kế tiếp, thì lúc đó chúng ta mới tính ra được cái điểm mà chúng ta cần tính kế tiếp này. Đấy chính là cái tư duy tổng quát của cái phương pháp Runge-Kutta. Và ở đây thì các bạn thấy là chúng ta nói ở đây là nói tổng quát với một cái phương pháp gọi là Runge-Kutta bậc N, thì chúng ta sẽ tính đến cái K thứ N này. Đúng không? K thứ N này. Nhưng trong thi cử thì chúng ta sẽ chỉ đề cập đến bậc 4 mà thôi. Bậc 4 mà thôi. Ủa sao nó chạy đến đây ta? Thầy xin lỗi, nó tự nhiên nó nhảy về cái đầu trang. Thầy quay trở lại đến đây ha. Đó. Thế thì chỗ này chúng ta nắm bắt được rằng là gì? Tổng quát thì là như thế. Và cái chúng ta sẽ chỉ còn cô đọng lại để mà nói về cái phần thi cử ấy, thì chúng ta sẽ chỉ có như sau. Thứ nhất là những cái phương pháp của Euler, của Hund, của Midpoint, của Ransom đều là những cái phương pháp khá là sơ đẳng và nó đều là những cái tình huống cụ thể của Runge-Kutta. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thi thì chỉ thi Runge-Kutta thôi. Cái thứ hai là Runge-Kutta thì chúng ta cũng sẽ chỉ áp dụng đến bậc Runge-Kutta bậc 3 hoặc là Runge-Kutta bậc 4. Và trong trường này thì như vậy, nếu như chúng ta nắm được Runge-Kutta bậc 3 và Runge-Kutta bậc 4 triển khai nó như thế nào thì lúc đó chúng ta sẽ coi như là nắm được cả cái chương 2 và chúng ta kết thúc được cái chương 2 ở đó. Thế thì thầy muốn nhắc lại một chút xíu về cái việc là từ công thức Runge-Kutta làm sao để suy ra được những công thức còn lại. Thì các bạn thấy nếu như nó là Runge-Kutta mà chúng ta chỉ xác định với bậc nhất thôi, tức là bậc 1 thôi, thì chúng ta thấy là nó chỉ có cái gì ạ? Nó chỉ có A1, K1 như này. Và tất nhiên cái thành phần A lúc này thì bằng 1, bởi vì là nó chẳng còn cái gì khác ngoài cái K1 này cả. Nên là chúng ta sẽ thấy là phi sẽ chính là bằng K1. Và phi mà bằng K1 thì có phải chính là gì các bạn? Chính là Euler. Đúng không? Chính là công thức Euler. Cho nên là công thức Euler có thể được hiểu chính là Runge-Kutta bậc 1 các bạn. Runge-Kutta bậc 1. Thế còn nếu như chúng ta thấy chúng ta dùng đến bậc 2, tức là second order Runge-Kutta methods, thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có hai cái giá trị là A1, K1 và A2, K2. Mà ở đây thì K1 thì là theo như Euler, mà K2 thì là tính ở một cái điều kiện nhất định nào đó. Và ở đây người ta thấy chỉ ra là gì? Nếu như chúng ta chọn các cái giá trị là A1 cộng A2 bằng 1 đó, theo quy luật thì sẽ phải tuân thủ theo cái quy tắc này. Và nếu như chúng ta chọn là gì ạ? Là A1. Ở đây chúng ta nhìn này. Nếu như chúng ta chọn A1 bằng A2 và bằng 1/2 nhá. A1 bằng A2 bằng 1/2 và P1 thì bằng Q11 bằng 1, thì lúc đó chúng ta có cái công thức Runge-Kutta trở thành công thức này, mà công thức này thì lại vô tình chính là công thức của Hund. Đó. Tương tự như thế, nếu như chúng ta chọn A2 bằng 1 và A1 bằng 0 thì chúng ta thấy ở đây chính là công thức của Midpoint. Và như thế cuối cùng là gì ạ? Nếu như chúng ta chọn A2 bằng 2/3 và A1 bằng 1/3 thì công thức Runge-Kutta lại trở thành là công thức của Ransom. Cho nên
ba cái anh Ranston, Hun và Midpoint thực ra là các trường hợp riêng của tool nghiệp chúng ta, ứng với các cái giá trị, bộ giá trị lựa chọn A1, A2 và P1, Q11 của chúng ta cụ thể là bằng bao nhiêu. Thế thì tổng quát hóa chúng ta sẽ chỉ bàn đến, đấy là lý do vì sao mà chúng ta đã xử lý được cái trường hợp tổng quát thì khỏi phải bàn đến trường hợp nhỏ lẻ đó nữa. Và các bạn sẽ lưu ý cho thầy cái để các bạn cần đọng lại trong cả cái chương 2 này để thi sẽ là ở cái phần đây. Đó. Đây là phương pháp Runge-Kutta bậc 3. Và ở đây, phương pháp Runge-Kutta bậc 4 với các cái công thức như này. Và xuống dưới này một chút nữa. Đó. Nó lọt nó cái hình ở giữa. Thế thì như vậy các bạn chỉ cần nắm được cho thầy là từ 25, công thức 25.39. Và công thức 25.39 A, B, C. Đó. Hoặc là công thức 25.40. Và trong đó có 25.40 A, B, C, D. Như thế này. Và chỉ làm sao để áp dụng được những cái này vào trong bài toán thực tế của chúng ta là chúng ta học xong cái chương 2 này rồi đấy. Và chúng ta đã làm được cái động tác là dùng phương pháp số để giải phương trình vi phân. Và cụ thể trong trường này là giải phương trình vi phân bằng phương pháp Runge-Kutta. Để trong đề thi người ta sẽ cho chúng ta cụ thể là Runge-Kutta bậc mấy để chúng ta áp dụng công thức 5 2.39 hay là 25.39 hay là 25.40. Nhưng ở đây là áp dụng công thức nào thì chúng ta cũng sẽ thấy là tại sao thầy ngoặc lại như thế này. Nếu như các bạn tinh ý thì sẽ thấy đây chính là cái mà chúng ta đặt vào ở mỗi bước mà chúng ta vừa nói ấy. Các bạn để ý này, toàn bộ những cái chỗ này toàn bộ những cái chỗ này chính là cái chỗ mà vừa nãy thầy nói này, trong cái bài trình bày tổng quát của thầy ấy. Thầy phải quay trở lại chút xíu. Chính là chúng ta đặt vào đây này các bạn. Đấy. Như vậy, Runge-Kutta có thể phức tạp hơn vì nhiều cái công thức tính trung gian này hơn. Cụ thể là đối với Runge-Kutta bậc 3 thì chúng ta phải có 4 cái phép tính ở đây. Thay vì là đối với Euler thì chúng ta chỉ có 1 phép tính. Đối với Runge-Kutta bậc 4 thì chúng ta có 5 phép tính bỏ ở đây. Đó. Thế thôi. Chứ còn cách trình bày thì vẫn là từng cái mốc này chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ cái bộ phép tính đó thì sẽ suy ra được cái mốc tiếp theo. Và ở mốc tiếp theo chúng ta lại muốn tính tiếp thì chúng ta lại đưa nguyên cái bộ 5 phép tính. Tất nhiên là phải thế với cái bộ giá trị mới này, với điểm mốc kế tiếp này vào trong cái phép tính đó thì chúng ta sẽ thực hiện được cái giá trị tiếp theo. Và cứ như thế chúng ta lặp cái quá trình đó diễn ra cho đến khi chúng ta tìm được đến cái điểm gọi là x ở cái biên độ cuối cùng của chúng ta. Trong trường này ví dụ như là x bằng 4 đấy, đúng không ạ? X 8 thì chúng ta sẽ suy ra y 8 bằng bao nhiêu. Và đến đó thì chúng ta dừng lại được cái quá trình tính toán của chúng ta. Và chúng ta nói rằng là chúng ta đã giải được toàn bộ các cái bài đó, toàn bộ cái bài đó theo các cái giá trị bước tính là từ 0 cho đến 4 với bước tính là 0.5. Thế thì đấy là những cái gì mà thầy gieo vào các em đầu tiên là cái mạch tư duy của nó cái đã. Còn từ từ chúng ta mới nói đến cái động tác, thao tác, thủ thuật để giải bài nhá. Các cái kỹ thuật giải. Thực ra thì các em nhận ra một điều rất là buồn cười, đó là từ cái với phương pháp số này thì thực ra từ cái việc là giải một cái phương trình vi phân thì chúng ta thực ra là chuyển sang là toàn là phép tính cộng với phép tính trừ, phép tính nhân chia thôi. Không có cái gì gọi là ghê gớm cả. Bây giờ thầy quay trở lại với cả cái bài tập ví dụ cụ thể để chúng ta bắt đầu có một cái động tác tự tin về cái gọi là việc nắm bắt của mình. Chứ nói nãy giờ mới được tư tưởng thôi mà chưa áp dụng thực thì chúng ta có thể bị hơi hoang mang. Nhưng mà khi áp dụng được rồi, và hãy kiên nhẫn với thầy làm một cái bài ví dụ cho nó đầy đủ từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ thấy là nó đã nằm trong tay của mình rồi. Đầu tiên thầy giải thích về cái phương pháp Runge-Kutta bậc 3. Thì như vậy muốn tính Runge-Kutta bậc 3 thì chúng ta thấy là gì ạ? Ở mỗi một bước khi chúng ta đã có cái y thứ y, x xì y, y y, đúng không? Đó, mà muốn tính đến cái x xì y cộng 1, y cộng 1 thì chúng ta làm gì? Mà x xì y cộng 1 này là có rồi chứ không phải tính, đúng không? Vì chúng ta đã biết cái bước khác rồi. Cái mà chúng ta cần tính chỉ là cái này thôi, y cộng 1 này thôi. Với cái y cộng 1 này thì chúng ta thấy là công thức nó đây, đúng không?
Thế thì để tính được nó thì đầu tiên là chúng ta phải có được cái gì ạ? Chúng ta phải tính được cái K1, K2, K3 cái đã. Là tính được ba cái K này rồi thì kết hợp vào đây với H đã biết, với I1 đã, I đã biết thì chúng ta mới suy ra được I cộng 1. Như vậy đấy là lý do vì sao thầy nói là phải viết vào cái chỗ khe hở của hai cái điểm đó bốn công thức là vậy đấy. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta sẽ viết công thức này để chúng ta tính ra K1 nó bằng cái gì. Sau đó chúng ta viết công thức này để tính K2 bằng gì. Và cuối cùng chúng ta viết cái này là tính K3 là gì. Rồi cuối cùng gom ba cái đó lại thì công thức thứ 4 sẽ là Y cộng 1 sẽ bằng Y thứ Y điền số vào đây cộng 1/6 mở ngoặc, điền số của K1 vào đây, điền số của K2 vào đây, điền số của K3 vào đây, đóng ngoặc, nhân với H cũng điền số vào đây. Thì bấm máy tính cái nó ra được Y1 bằng mấy, Y cộng 1 bằng mấy, đúng không ạ? Và khi đã tìm được XY cộng 1 rồi thì chúng ta lại bước sang XY cộng 2 với Y cộng 2. Và cứ như thế chúng ta chạy cho đến cuối cùng thì thôi. Đúng không ạ? Thường một đề thi người ta sẽ cho mình tính khoảng độ 4-5 cái bước gì đó. 4-5 cái bước gì như vậy. Thế thì nói luôn được là gì? Nếu như là 5 bước đi, mà mỗi một bước như thế chúng ta phải thực hiện 4 phép tính, có phải là tổng cộng giải một bài trong đề thi nó khoảng độ 20 bước phép tính không? Mà 20 phép tính mà nếu như chúng ta làm thành thạo rồi thì mỗi một bước đấy cho đổ đồng trung bình là mỗi bước đấy là 1 phút thôi. Mỗi một phép tính là 1 phút thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là một bài này chúng ta chỉ giải trong 20 phút là xong. Và thầy có cái tính toán rất là vật lý như vậy để thầy đảm bảo được một điều chắc chắn là gì? Đề thi luôn luôn nằm trong cái trạng thái là nếu như bạn nào đã có cái sự thành thạo trong việc giải bài thì chỉ mất đến cùng lắm là 1 tiếng hoặc 75 phút là xong. Trong khi đề thi là sao? Là 90 phút. Còn 90 phút là bởi vì dành cho những bạn còn đang hơi gọi là ngờ ngợ với cả hơi lùng bùng, cố gắng xoay sở, lúc đấy thực sự là phải tập trung toàn lực thì vẫn có thể chạy kịp. Còn những đồng chí nào mà mơ hồ đến cái mức gọi là còn chưa biết đặt nó dọc ngang thế nào thì thôi, ở lại với thầy. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy là thầy đã giải thích từ những buổi đầu tiên, thi để đậu không khó, nhưng mà thi được điểm cao thì cần phải có sự luyện tập tốt hơn để mà chúng ta lấy được điểm tối đa. Nhưng cái sự cố gắng đó nó không phải là bất khả thi. Các bạn chỉ cần có cái sự làm thành thạo và biết được cái quy trình trong đầu, gặp cái bài đó là mình biết chắc chắn là mình phải biết cái gì rồi đấy. Còn cụ thể nó bằng bao nhiêu, bằng con số thì nó chỉ là do cái đề bài người ta cho mình số bao nhiêu thì mình tính bấy nhiêu vậy thôi. Còn công thức mọi thứ nó đã định hình hết rồi. Ngay cả trong trường hợp này thì các bạn cũng lại lưu ý cho thầy là công thức nó không có gì thay đổi cả. Và các bạn hoàn toàn có thể làm sao? Hoàn toàn có thể là được mở tài liệu để có thể làm bài thi mà. Cho nên là công thức nó vẫn nằm ở đây, quyển sách cũng không có gì thay đổi. Nhưng cái vấn đề là chỗ mà các bạn thế các giá trị vào từng cái công thức ấy. Thì thế đấy mà cũng có nhiều bạn làm sai lắm đấy nhá. Làm rất là sai bởi vì là thế rối lên, rồi giấu má nọ kia, rồi là nhiều khi thế đáng nhẽ là thế nguyên cụm này thì lại hồn nhiên nó bỏ mỗi cái y vào thôi chẳng hạn. Thế là sai. Thế thì những cái sai như thế là những cái sai do thiếu luyện tập vậy thôi, chứ không phải là sai về mặt gọi là có cái gì đó mà nó nằm ngoài cái năng lực của các em. Thế thì ở đây thầy ví dụ cụ thể đi. Ví dụ cụ thể chúng ta trước khi nói ví dụ cụ thể thì thầy nói luôn cái bậc 4 thì nó khác một chút xíu thôi. Với bậc 4 thì công thức là gì? Công thức tại sao thầy nói là 5 công thức là bởi vì chúng ta thấy ở đây này, chúng ta phải tính K1 này, K2 này, K3, K4 này trong mỗi một bước, và sau đó mới thế vào cái công thức tổng quát này để chúng ta rút ra được cái giá trị của cái y tiếp theo. Cho nên đấy là ở mỗi khe hở đó chúng ta phải để 5 công thức vào. Công thức đó là gì? Số 1, số 2, số 3 và số 4. Có vậy thôi. Đúng không ạ? Có vậy thôi. Và sau đó thì chúng ta cứ từng bước một như thế. Cho nên một cái bài toán luôn chúng ta 4 mà cũng khoảng độ chia làm 4 đoạn. Đúng không ạ? Thì có phải là cũng là 4-5-20 ấy thì có lại phải là cũng là khoảng 20 phút thôi. Thế thì lúc đó chúng ta cũng chỉ nên làm cái bài toán của mình trong khoảng 20 phút thôi. Đấy. Thì như thế thì ổn. Nha. Thế rồi các bạn nghe theo dõi được thầy và nắm được cái mạch tư duy chưa? Thầy rất quan trọng cái điều đó, vì các em phải hiểu đã thì chúng ta hãng luyện tập, chứ luyện tập trong cái trạng thái còn chưa nắm được cái mạch thì chúng ta vẫn cứ là những cái mảnh ghép lung tung. Các đồng chí nghe được thầy không? Dạ ok rồi thầy. Ừ tốt. Thế dạ, nãy qua. Những bạn nào mà chịu khó lắng nghe một mạch ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là dễ chứ không có gì ghê gớm cả. Rồi bây giờ thầy ví dụ, thầy ví dụ cùng một bài toán chúng ta có thể giải một cái
động tác là rung cây cúc ta bậc 3 hoặc là rung cây cúc ta bậc 4. Bây giờ mình có thể lấy một cái bài ví dụ nào đó mình sửa đi. À, thầy cho em hỏi xíu thầy ơi. Tại sao cái bậc 3 nó lại khác cái bậc 4 này? Ví dụ như là cái bậc 3 thì tới K3 thì nó phải từ, ở bậc 4 thì từ K1 tới K3 nó cũng phải ở giống cái ở cái bậc 3 chứ. Không. Công thức của K1, K2, K3 ở bậc 3 khác với K1, K2, K3 ở bậc 4. Có chăng giống nhau là K1 bởi vì đều là xuất thân từ Erlang. Nhưng nhé, các em nhìn đấy, nhìn đi, nhìn kỹ này. Cái K1 của thầy ở bậc 3 ấy, thì nó là K1. Và bậc 3 ở đây là 1/6 đúng không nào? Và cái trọng số là 141. Còn cái anh kia là 1/6 nhưng trọng số là 1221. Đó, các bạn nhìn này, 1221. Như vậy là cái trọng số đóng góp của các cái K này là khác nhau là 1 này. Bản thân cái công thức K của thầy á, thì đối với cái bậc 3 thì K1 thì rất giống với cả cái bậc K1 ở cái bậc 4. Đấy chưa nào? Đều là Erlang. Rồi K2 thì sao? K2 thì nó là của cái công thức là XY cộng với 1/2 bước, rồi YY cộng với 1/2 nhân với cả bước và K1. Đó. Thì ở đây chúng ta cũng có vẻ thấy giống nhau ở cái K2. Tuy nhiên K3 thì sao? K3 khác nhau hoàn toàn. K3 ở bậc 3 thì nó sẽ là, thầy xóa này đi để nhìn đỡ hoa mắt này. K3 của chúng ta thì cái phần Y ấy, phần Y của chúng ta sẽ là YY trừ đi K1H cộng với 2 lần K2H. Trong khi đó thì K3 ở đây là gì ạ? Là YY cộng với 1/2 K2 nhân H. Đấy, nó khác hẳn nhau. Và thậm chí cái X ở K3 cũng khác nhau nữa. X ở K3 ở đây vẫn chỉ là mới là nửa bước thôi. X Y cộng với 1/2 bước. Trong khi đó K3 ở đây là cộng nguyên bước. X Y cộng với nguyên bước. Đấy, và K4 thì tất nhiên cái phần ở trên này không có. Còn ở dưới thì K4 là lúc đó mới là cái cộng nguyên bước. Và lúc này mới kết hợp với YY cộng với K3H. Như vậy, các giá trị K của chúng ta nói chung là khác nhau. Đó. Và khác nhau ở cả cái trọng số sử dụng của nó, kéo theo là cái kết quả của phép tính do phương pháp bậc 3 và phương pháp bậc 4 sẽ có sự khác nhau. Và tư duy là gì? Tư duy là bậc của Runge-Kutta càng cao thì số phép tính càng nhiều, nhưng đổi lại, độ chính xác sẽ càng cao. Tại sao lại có nhận xét đó? Thì nhận xét đó được chứng minh từ cái ngôn ngữ gọi là xác suất thống kê và đánh giá của cái phân tích cái mô hình toán đó. Và người ta, mình không học vào cái chỗ đó, nhưng mà người ta đã chứng minh được cái điều đó. Và vì thế các em mới nhìn này, trước khi thầy đưa vào ví dụ, thầy sẵn tua xuống đây thì các bạn nhìn thấy luôn, nó còn gọi là gì ạ? Higher order Runge-Kutta methods. Tức là thậm chí người ta còn có thể nâng cao hơn nữa cái bậc của cái Runge-Kutta lên, không chỉ là bậc 3, bậc 4 đâu, mà nó có thể là bậc 5 của Butcher, đề xuất năm 1964, đúng không ạ? Là chúng ta có cái Runge-Kutta bậc 5. Và bậc 5 thì như thế nào? Đây, các cái trọng số của nó là 7, 32, 12, 32, 7 và 1/90. Và các cái giá trị của K1 đến K6 đó, đúng không? Thì chúng ta thấy nó như này. Ở đây hình như thầy thấy là chúng ta bị khuyết với cái K2 nha. Bị khuyết với K2 trong công thức. Rồi tiếp theo là gì? Là chúng ta lại có được là thậm chí Runge-Kutta bậc cao hơn nữa. Thì ở đây mỗi cái phần mà bậc càng cao đó, thì người ta sẽ cần phải xây dựng nên một cái gọi là cái thuật toán riêng của cái bậc đó. Nhưng mà chúng ta thấy này, đây từ Erlang này so sánh với Hund này, đây là cái đường gì ạ? Đường percent relative error, tức là cái độ gì ạ? Cái độ sai số tương đối ấy, của kết quả tính toán và kết quả thực ấy. Thì các bạn nhìn này, cái sai số tương đối của Erlang nó có thể là cỡ vài phần trăm cho đến cả mấy chục phần trăm. Sai số của Hund cũng có thể là cỡ vài phần nghìn cho đến phần một vài phần trăm. Đúng không? Sai số của Runge-Kutta bậc 3 thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là từ vài phần vạn cho đến dưới 1%. Còn đối với cả phương pháp Runge-Kutta bậc 5 thì nó là sai số cỡ phần triệu hoặc là thậm chí là phần chục triệu cho đến phần ngàn. Như vậy rõ ràng là bậc càng cao thì cái sai số của chúng ta càng thấp. Đúng. Như vậy thì rõ ràng chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra cái mô hình toán để xử lý ứng với cả cái bài toán thực tế của chúng ta, là chúng ta muốn độ chính xác tính toán là bao nhiêu thì chúng ta dùng công thức từ ngữ mình nhiều. Tất nhiên khối lượng tính toán của Butcher là lớn nhất so với những phương pháp còn lại. Đúng. Nhưng cho dù gì nữa thì với phương pháp của Butcher đó thì chúng ta sẽ thấy là nếu như chúng ta có một cái độ gọi là
nghiêm khắc về cái kết quả chính xác thì cái butcher là cho chúng ta một cái độ tin tưởng cao nhất. Đó. Nhưng mà chúng ta không có đưa butcher vào trong cái phần đề thi. Lý do là bởi vì khối lượng tính toán quá rất nhiều như vậy thì nó dẫn đến là các em làm không có xuể bài trong thời gian hữu hạn. Trên là không có. Chứ còn thực ra thì công thức nó đã có đây rồi thì quy tắc tính toán chúng ta cứ lặp đi lặp lại đúng theo quy tắc của người ta đều đề ra. Chúng ta đặt tính ra từng cái giá trị K này thì chúng ta sẽ vẫn duy ra được cái giá trị của cái bước tiếp theo. Đúng không? Người ta đã bày ra được cho chúng ta đến cái khung như thế này rồi thì cái khung này á, dùng cho ai? Dùng cho cái người lập trình nhé các bạn. Người lập trình sẽ đưa ra những cái giải gọi là cú pháp để có thể hiện thực hóa cái giải thuật này vào trong cái mô hình tính toán của anh ta là xong. Rồi bây giờ nói như vậy thì các em cũng tưởng tượng là chúng ta đã nắm được cái cách để giải một cái bài toán bằng phương pháp số là như thế nào. Trước khi mà chúng ta ví dụ thì thôi thầy nói nốt luôn cái chỗ này cho nó dính vào nhau thì nó hay thôi bỏ đi. Đấy, cái này tính sau đi. Nói nhiều quá tổ hỏa nhập ma. Chúng ta làm một cái bài ví dụ cụ thể. Một cái bài ví dụ cụ thể cùng nhau. À, chúng ta giả sử chúng ta lấy chính cái bài ví dụ của cái đề của quyển sách đi, là chúng ta lấy cái bài này, cái bài vừa nãy mà chúng ta nói đấy, đúng không? Tức là gì ạ? Chúng ta vẫn cho cái hàm vi phân của chúng ta y phẩy theo x thì là cái hàm này, được chưa? Và chúng ta vẫn tính trên cái đoạn từ 0 cho đến 4, chúng ta vẫn lấy cái bước là 0,5 và chúng ta vẫn có cái điểm ban đầu là x xì 0, x xì bằng 0, y bằng 1. Và chúng ta hãy tiến hành giải cái bài toán này bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 3. Xem nó ra kết quả như thế nào so với cả những cái phương pháp Hund, Erle, Runge, gọi là midpoint vân vân như ở phần trước. Rồi sau đó chúng ta lại chịu khó làm tiếp với Runge-Kutta bậc 4 xem nó như thế nào. Đó. Đó. Thế thì bây giờ đối với Runge-Kutta bậc 3 chúng ta làm sao? Bây giờ chúng ta triển khai. Nói như vậy rồi thì chúng ta triển khai. Và ở đây một lần nữa thầy viết lại cách trình bày mà trong bài thi các em cũng sẽ viết như vậy. Chúng ta có xuất phát điểm là điểm x thì 0, y 0 bằng 0, 1. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ viết đầu tiên là K1 bằng cái gì? K1 bằng cái gì các bạn? K1 bằng cái gì? K1 chính là cái hàm f này mà chúng ta thay cái điểm x thì gì? X thì 0, y 0 ở đây. Được không? Cho nên là ở đây nó sẽ chính là trừ 2 nhân x thì mũ 3. Và x thì mũ 3 lúc này thì chúng ta có thể viết luôn cái giá trị x thì mà thấy có ở đây là mũ 0 như này. 3 mũ 0, 0 mũ 3 như này. Được không? Cộng với 12 0 bình phương trừ đi cho 20 0. Cộng với 8,5. Và đây chúng ta có K1 bằng 8,5. Tiếp theo K2 thì là cái gì các bạn? K2 thì chúng ta nhìn này. Cái K2 ấy, công thức của nó, chúng ta tua lại chút xíu để mà đảm bảo chắc chắn rằng là chúng ta không bị nhầm lẫn công thức nha. K1 thì là đấy rồi. Thì K2 ấy, thì cái vẫn là cái phương trình, cái hàm F của X và Y. Nhưng mà lúc này X thì thay bằng là nửa bước và Y thì thay bằng là một nửa bước nhân với K1 như thế này. Cho nên là ở đây chúng ta, nếu như chúng ta chưa thạo thì chúng ta nháp ra đây là x xì 0 mà cộng với 1/2, không cộng 1/2 h, được không? Thì nó là cái gì các bạn? Nó bằng bao nhiêu? 0.75 rồi. Đúng rồi. Ê, khoan, 0.25 chứ. Dạ, 0.25 rồi. 0.25 nhá, tại vì cái bước của thầy là 0.5, cho nên là chia ra nó sẽ là 0.25. Như vậy thì cái giá trị của thầy ở đây x xì cộng với 1/2 h chính là 0.25. Thì lúc này chúng ta sẽ thế ở đây. Ở đây sẽ là 2 nhân với 0.25 mũ 3. Rồi cộng gì ạ? 12 nhân với cả 0.25 bình phương trừ đi cho 20 nhân 0.25. Rồi cộng với 8.5. Và tất nhiên các bạn phải bấm máy tính giúp cho thầy cái này bằng bao nhiêu. Rồi tiếp theo là gì ạ? Như vậy K2 cũng tính được rồi đấy. Đúng không? Bởi vì trong cái phương trình của cái FXY này thực ra nó không có mặt của Y. Nên là ở đây Y có bằng bằng là đánh nhẽ Y của nó phải là gì ạ? Y của nó phải bằng lấy cái gì các bạn? Nhìn đây công thức này. Y của nó sẽ bằng Y0 cộng với cái gì?
Y của nó đánh F phải bao nhiêu các bạn? Y thì bằng Y0 cộng với 1 phần 2 K1H. Thế nên là nếu như mà đăng thẳng ra thì chúng ta phải chuẩn bị X gì xong rồi thì chúng ta phải chuẩn bị Y là bằng 3.125 này. À đúng rồi, tức là gì? Tức là một là Y0 là bằng 1 cộng với cả 1 phần 2 K1H, K1 vừa mới tính ở trên này này là 8.5. Rồi nhân với cả 0.5. À, và bạn vừa bấm máy tính ra là 3 phép bao nhiêu đó. À. Thế thì cái Y này, này đáng nhẽ là mình phải tính luôn đi. Nhưng mà vì trong cái biểu thức của hàm đạo hàm này nó không có cái gì của Y nên mình tạm thời ăn gian được một tí, tiết kiệm thời gian là không phải tính cái Y này. Bởi vì nó tính ra không dùng đến. Đúng không? Cho nên là thầy thế nó vào cái công thức này cái thì thầy có cái X rồi thì thế vào đây đã ra được K2 luôn rồi. Và tương tự thế K3 là gì các bạn? K3 thì cũng là công thức ở đây là gì ạ? Là x gì cộng với h tức là bằng mấy các bạn? K3 là tính thay x gì bằng bao nhiêu vào đây? Bằng 0.5. 0.5. Còn y? Y thì nó đáng lẽ là phải cái bụng này. Nhưng mà cũng lại may mắn là mình không phải tính y thì trong trường này không tính y thôi. Chứ còn thực ra y vẫn phải tính. Và nếu mà y phải tính thì nó sẽ bằng cái gì ạ? Là bằng bằng mấy ạ? Bằng 1 cộng với... À 1 trừ đi cho K1 bằng bao nhiêu? K1 bằng 8.5 nhân với cả 0.5 K1 nhân H ấy. Rồi cộng với 2 lần của K2 vừa đấy, bạn đọc cho thầy là 3 phải bao nhiêu nhỉ? Dạ 3.125 này. À 3.125 rồi nhân với gì? 2 nhân K1 2 rồi cộng với à nhân với H. Đấy, cái giá trị Y mà nếu chúng ta cần phải tính để mà chuẩn bị cho tính cho F XY á thì đáng nhẽ phải là phải tính ra cái giá trị này. À, và bạn lại bấm máy tính thì nó sẽ ra là con số nào đó của Y ở đây. Tuy nhiên là may mắn là chúng ta không phải dùng cái công thức này, dùng giá trị này để đưa vào công thức của F. Bởi vì nó, công thức của F nó không có cái thành phần của Y. Nên là chúng ta cũng lại biết được là gì ạ? Ở đây sẽ là trừ 2 nhân với cả bao nhiêu đây ạ? 0.5 mũ 3 cộng với 12 nhân với cả 0.5 bình phương trừ đi cho 20 nhân 0.5 và cộng với 8.5. Thế thì lúc này chúng ta tính được K3 không các bạn? Tính được. Đúng không ạ? Rồi tính được K1, K2, K3 rồi thì lúc này chúng ta chỉ còn thế gì ạ? À thế thì Y1 sẽ bằng. Y1 sẽ bằng là Y0 cộng với gì? 1/6 của gì ạ? Của cái K1 là bằng 8.5. Đúng không ạ? Cộng với 4 lần K2 là bằng 4 lần của cái này. Cái này chắc bạn nào bấm hộ thầy máy tính ra nhé. K2, K3, thôi thầy tạm viết là K2, mình biết rồi đấy. Và cộng với K3. À, chú ý là trọng số là 1K1, 4K2 và 1K3. À, thì nhân vào như vậy xong rồi. Thì chúng ta sẽ nhân tiếp với cả 0.5. Thế thì bấm máy tính nó sẽ ra được đốt cái giá trị cuối cùng này. Được chưa? Đó thì đấy là cái bước mà chúng ta vừa mới thực hiện xong, tính từ cái thời điểm mấu chốt là x không y không thì tính ra được x y một. Và đến đây thì chúng ta giả sử đây thầy viết tạm con số thôi nhá, viết liều một con số, đây là giả sử tính ra là bằng 4 đi ha. Thấy thầy chưa có bằng máy tính thầy chưa biết, giả sử tính ra là 4 thì bước tiếp theo thầy sẽ viết là gì ạ? À x một y một bằng bao nhiêu ạ? 0.25 à 0.5 và 4. Và đến đây thầy lại làm động tác mang gần như là trọn vẹn những cái phép tính này đưa xuống đây. Với tất nhiên là ở đây không phải là giá trị bằng 0, 0.25 và 0.5 nữa mà nó sẽ phải là bao nhiêu? K1 sẽ là tính ở giá trị mấy? 0.5 này. 0.5. K2 sẽ tính ở đây là giá trị bao nhiêu? 0.75. 0.75 và K3 sẽ là 1. Và cứ như vậy chúng ta lặp lại cái quá trình này cho đến khi chúng ta làm đến x gì bao nhiêu? X gì mấy bạn? X gì mấy không trả lời được à? X gì 4, đúng rồi, chính xác. Đấy, bạn mà trả lời được cho thầy là x gì 4 ấy, mới là cái người mà đang tưởng tượng được ra cái quy trình đầy đủ cuối cùng nó đi đến đâu đấy. Thì các bạn tính gần 40 phép tính này, 30 mấy phép này. Thì đây là ví dụ mà mình ví dụ cái gì đó sương sương một chút chứ chưa gì đã đòi hỏi ví dụ phải nhẹ nhàng thôi. À, chứ
không phải XC4 nha, cái này của thầy là phải XC8, tại vì là thầy nhớ nhầm là bước 1, bước mở lời là 0,5, cho nên là chúng ta cứ phải như thế này. Đó, chúng ta sẽ tính, đúng không ạ, tính đến gọi là cho đủ thì thôi. Nhưng lưu ý này, tại sao thầy đang kiên nhẫn thì viết cho đến cùng, thì các bạn tưởng tượng này này, có bạn nhiệt tình quá làm lố luôn thì cũng thể hiện là cũng đang lơ mơ đấy, chứ không phải là lố vì sự nhiệt tình quá đâu. Thầy sẽ viết hết ra để chúng ta cùng nói nhau, để chúng ta đừng có bị cái tình huống ngớ ngẩn đó ha. Như này vào đây thì là 2,5 này, ở đây là 3 này, ở đây là 3,5 này, và đây là 4. Thế thì có bạn nhiệt tình quá đến đây 4 rồi lại chuyển tiếp một bộ giá trị ở đây nữa, thì cuối cùng sẽ ra là y mấy, y 9 bằng cái gì đó. Thực ra thì cái điều này không cần thiết. Vì sao vậy? Người ta chỉ yêu cầu chúng ta giải đến XC4 thôi mà, XC bằng 4 thôi mà. Còn đấy, cái giá trị này là ứng với XC bằng mấy các bạn? Trả lời. 4,5. Đây là ứng với cái giá trị là Y tại XC bằng 4,5 rồi. Người ta có hỏi cái này đâu. Đó, cho nên là gì? Thực ra cái quá trình tính toán đó nó sẽ kết thúc ở ngay cái chỗ của XC 7, Y 7 này. Đó, và cuối cùng chúng ta chỉ viết câu kết luận là gì? XC8, Y8 bằng thế này. Đấy, giải xong rồi chứ đừng có phóng tiếp một quả nữa ở đây. Hiểu ý thầy không? Các bạn, tất cả các bạn đều đang chú ý được không? Thầy không? Dạ. Đó, đừng có ngớ ngẩn mà vừa tốn thời gian của mình chẳng được cái tác dụng gì. Thầy không cho thêm điểm ở đây nhá. Mà thậm chí đôi khi còn bị đánh giá là chả hiểu gì cả. Thì tự nhiên là cách chấm bài của thầy, thầy không đánh giá tiêu cực thế, nhưng mà thầy giáo khác có thể ông ấy đang khó chịu, khó ở trong người, ông bảo là như này là chả hiểu gì cả, thì nó tự nhiên lại thành ra lôi thôi. Mình biết điểm dừng ha, điểm dừng ở đâu, làm thừa không quan trọng, không gọi là có thêm được thành tích gì cả. Thế thì thầy hy vọng là thầy vừa mới diễn giải cái bước tính rất là chi tiết như thế này, và các bạn phải biết cách thế các giá trị giúp cho thầy. Ở đây vô tình thì cái hàm này của thầy nó không có y, nhưng lưu ý nếu như giả sử chỉ bằng một cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, thầy nói ví dụ là nó sẽ là 8,5 nhân y chẳng hạn đi, ví dụ 8,5 nhân y. Thế thì ở từng cái bước này á, là em lại phải tính cả xc và cả y để làm cái tư thế chuẩn bị để thế vào công thức này cho nó đúng. Tại vì ở đây cái 8,5 nhân y mà y này mà mình tính sai thì cái kết quả này cũng sai luôn. Được không? Cái này cũng vậy và cái này cũng vậy. Thì tất cả những cái điều đó là những cái mà các em phải hết sức thận trọng giúp cho thầy. Được chưa? Cách làm đấy. Và tương tự như thế cho Kurun các chúng ta bậc 4, các bạn cũng sẽ biết gì ạ? K1 thì bằng cái gì? K2 bằng cái gì? K3 bằng cái gì? K4 bằng cái gì? Và Y sẽ bằng cái gì? Đó. Ở đây, cái mà việc thế các cái giá trị vào cái hàm F là dạng X, Y thì thầy nhắc đi nhắc lại, phải xem ở mỗi một bước tính cái xì này nó bằng bao nhiêu, cái từng cái k thì cái xì này bằng bao nhiêu, cái xì đó nó là cái cục này chứ không phải chỉ là xì y nha, nó lại quên rồi, cái y thì cũng là cái cục này chứ không phải chỉ là có y nha. Và cứ như vậy thì chúng ta nhận ra rằng là gì ạ, là chúng ta sẽ gọi là phải giải ra cho thầy thế cái giá trị cho nó đúng. Và nói thẳng, đối với bài toán mà có cái tính chất số như thế này, tức là phương pháp số này, thì cái tai nạn về việc là bạn không lặp đi lặp lại được bước tính thì không, gần như không có. Nhưng cái tai nạn về việc tính sai thì là gần như liên tục xảy ra. Đã, liên tục xảy ra vì các bạn thế nó cũng hơi tùm lum. Có thể là do các bạn chưa thực sự làm chủ được cái quá trình mà ở mỗi bước cái giá trị của X, Y và Y nó bị thay đổi như thế này. Nên là các bạn nhiều khi thế nó rối lên là luống cuống là làm nó sai. Thế thì để mà cứu cánh được cho cái sự sai bối rối đó thì thầy mới nói là cái công thức mà các em viết triển ra như này này sẽ là cái cứu cho các em. Nha. Em mà không viết cái này ra mà em cứ đặt luôn con số K1, K2,
bằng 10, ga 2 bằng 20, ga 3 bằng 100, ví dụ thế. Mà những con số 10, 20, 100 đó đều sai ấy, thì có nghĩa là em mất hết cả cái câu đó. Nói đến đây thì về mặt thi cử cho chương 2 là phải nói xong hết rồi đấy các bạn. Còn về mặt ứng dụng của chương 2 thì có lẽ từ từ chúng ta nói thêm. À, có thể sang buổi sau chúng ta lại nói thêm một chút nữa. Nhưng cái điều quan trọng là thi cử thì có nhiều đây kỹ thuật thôi, không có bất kỳ một cái sự lắt léo nào nữa. Và một lần nữa chúng ta thấy là các bạn có thể đọc được cái điều này ở một số các cái quyển sách khác, ví dụ như là quyển sách về phương pháp tính mà các thầy cô chuyển ngữ thành tiếng Việt của mình. Thực ra bản chất nó cũng chính là một. Và ở đây chúng ta gọi có những cái thuật từ như là sai phân tiến, sai phân lùi vân vân đó. Thì đấy chỉ là cái những cái thuật từ mà chúng ta dịch nghĩa sang tiếng Việt mà thôi. Nhưng cái quan trọng là cái thao tác thực hiện như thế nào thì các bạn đều nhận ra được là nếu như các em nãy giờ theo dõi được cái mạch thầy diễn giải thì các em thấy nó sẽ là cái động tác tính toán như vậy mà thôi. Một lần nữa, phần luyện tập thầy không làm hộ các em được. Sự thành thạo chỉ có thể có được từ chính nỗ lực của cá nhân các em. Còn việc mà chúng ta thế mà không hiểu vì sao lại được như thế thì chúng ta thắc mắc thì thầy lại trả lời. Nhưng mà nãy giờ thầy hướng dẫn chính là chúng ta thầy đang hướng dẫn chúng ta là thế con số vào như thế nào đấy. Và nếu như bạn nào còn chưa cảm nhận được thì đừng có chỉ ngồi nghe mà phải tự viết ra thì mình mới biết là mình có làm được hay không. Nha. Sao rồi các đồng chí của thầy, nãy giờ có ok thầy được không? Bạn nào ok được thì thầy mừng lắm rồi. Nhưng những bạn khác sao, yên ắng quá. Dạ được thầy. Được thầy ơi. Được nghe vẻ cũng chưa tự tin lắm nhỉ. Ok tốt, những ai nói được mà dứt khoát được thì quá tốt rồi. Đại ca là ai? À Hoàn. Kinh nhỉ. Nguyễn Hoàng là đại ca của lớp hả? Sao? Tóm lại là tất cả các bạn cảm thấy là bây giờ bài tập ví dụ ở đâu? Trời ơi, thiếu gì à. Chúng ta có thể tìm thấy những bài tập ví dụ ở trong sách giáo khoa. Đây, problems, giải cho thầy những bài tập ở vùng này nha. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta đủ các cái chiêu trò luyện tập ha. Thực ra là chúng ta có thể giải theo kiểu giải tích bình thường, cái phương trình vi phân bậc nhất như thế này các em đã biết cách giải rồi đó. Dạng thức của nó như thế nào và phương pháp đặc thù của nó như nào, các em giải ra được cái gì. Mục đích của người ta cho chúng ta những cái hàm mà có thể giải được bằng phương pháp giải tích thông thường ấy, để cốt là để chúng ta bắt đầu cảm nhận được cái độ chính xác của cái phép cái tính số so với cả cái tính giải tích thực tế thì nó sẽ làm sao. Đó, và cái thủ thuật để mà mình tăng được độ chính xác để tiệm cận về giá trị thực tế của nó là làm như thế nào. Thế sau khi em đã giải qua được những cái bài đó thì em đã hình thành được cái gọi giống như là cái cảm nhận, cảm giác về cái việc làm thế nào để tiếp cận được những cái giá trị chính xác thực tế. Thế thì sau đó thì chúng ta có những cái phần ứng dụng của Euler, của Midpointer hay là của Runge-Kutta bậc 4. Thế thì đây là một cái bài ví dụ. Những cái bài như này thì các em cứ giải cho thầy nhuần nhuyễn xem sao. Và phải kiên nhẫn thôi, đừng có làm biếng, bởi vì làm biếng thì thầy chả biết làm nào cả. Thế mà cứ làm thử, nếu như mà bị mắc chỗ nào mà bảo là thầy ơi cái công thức của thầy nó thiếu thì thầy sẽ bổ sung liền. Nhưng nếu như công thức nó đã nằm ở đó rồi mà mình thế không nổi á thì sẽ phải tự suy ngẫm một chút cho thầy cái trước khi thầy giải thích lại. Thế thôi. Ủa như mình thi bậc 3, bậc 4 không thầy? Đúng, chính xác. Vậy cho nên bài đề thi là giống bài 25 này mà, em bỏ câu A, câu B, câu C đi. Dạ, cảm ơn thầy. À, đó, đơn giản vậy đó. À, giải phương trình vi phân sau bằng phương pháp Runge-Kutta bậc 4 với bước giải là 0,5. Điểm đầu tiên cho là như thế này và cái vùng giá trị miền xác định cần giải là bao nhiêu. Vậy thôi. Như vậy, các em để ý một chút xíu nữa. Nếu như thầy ra đề cho các em thì khi đọc một cái đề thi làm thế nào để giải, làm thế nào để bắt đầu được cái lời giải thì bao giờ bạn cũng phải có 3 dữ kiện. Được không? 3 dữ kiện, hay nói cách khác là chính xác hơn là 4 dữ kiện. 4 dữ kiện đó là cái gì?
Và nếu như em chứng nào còn chưa tìm được đủ 4 dữ kiện trong đó thì chúng ta sẽ phải có một cái xử lý, hướng xử lý cụ thể tiếp theo. 4 dữ kiện đó, thứ nhất là điểm xuất phát của chúng ta là điểm nào. Thứ hai là cái khoảng chúng ta cần phải giải là khoảng nào. Thứ ba là cái phương trình chúng ta có của cái đạo hàm đó là khoảng là phương trình gì. Đúng không? Và cái thứ tư là cái bước tính của chúng ta được yêu cầu giải là bước tính nào. Thế thì tại sao thầy lại nói là diễn đạt theo chiều thuận thì nó là như vậy? Thế nhưng cũng có thể diễn đạt theo chiều ngược, là đôi khi trong bài có thể người ta chỉ cho mình 3 trong số 4 dữ liệu đó thôi. À, thế thì có nghĩa là sao? Cái dạng bài khó nhất mà chúng ta có thể phải mất nhiều công sức nhiều hơn nhất đó, là cái cách hỏi như sau. Người ta chỉ cho mình cái điểm xuất phát, người ta chỉ cho mình cái khoảng cần tính, cái đoạn tập xác định cần tính, cần giải, cái phương trình, mà tự người ta hình như quên mất không cho mình bước tính H khoảng bao nhiêu cả. Thế thì trường hợp đó người ta phải cho mình một cái dữ kiện gì? Thì các bạn thấy là lúc này á, người ta sẽ phải cho chúng ta thêm một cái diễn đạt. Đó là hãy giải cái phương trình vi phân này với độ chính xác bằng bao nhiêu phần trăm. À, tức là cái sai lệch của kết quả cho phép là bao nhiêu phần trăm. Thế thì các bạn để ý, đấy chúng ta đã có nói đến cái hàm, cái công thức mà nói về sai số của từng phương pháp. Đúng không? Ở đây các bạn cũng sẽ thấy ở phương pháp Runge-Kutta nó cũng có cái công thức tính về sai số đó. Và với cái sai số muốn là biết là bao nhỏ hơn bao nhiêu phần trăm đó thì từ cái công thức của sai số đó chúng ta mới suy ra được là H phải là bằng bao nhiêu. À, thế thì lúc đấy thì cái bài toán đó nó sẽ đòi hỏi chúng ta thêm một cái bước gọi là pre-solving, đúng không? Tức là phải giải quyết trước tiên cái đó đã, thì mình phải có đủ dữ kiện để mình làm cái bài giải. Thế nhưng mà thực tế thì thầy trước đây đã từng ra cái đề thi kiểu đấy, nhưng mà lại cảm thấy là tổn thất cho phe các bạn hơi nhiều, nên là cuối cùng thì vẫn cho theo cái cách là cho sẵn luôn cái hát bằng bao nhiêu để tính. Nhưng ở đây các bạn lại lật lại cái vấn đề giúp cho thầy thi cử, chúng ta có thể có cái sự thỏa hiệp nhất định đó về cái mặt tư duy để điểm số nó không quá gọi là căng thẳng. Nhưng trong thực tế không ai cho các em bước tính cả. Trong thực tế tự các em phải là người quyết định xem mình phải tính với bước tính bao nhiêu để độ chính xác của mình đủ đạt yêu cầu. Thì hãy lưu ý cách hỏi mà thầy muốn mà áp dụng gần thực tế nhất thì thường nó sẽ xương hơn là cái cách hỏi mà chúng ta cứ bày cỗ sẵn như cái kiểu phổ thông. Thì các bạn phải lưu ý giúp cho thầy. Một lần nữa thầy giải thích cái việc là vì sao mà đề thi cuối cùng trông nó lại như một cái đề thi toán phổ thông. Thực ra thầy không hạnh phúc với việc đó, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng làm cho các em có một cái sự an toàn hơn đấy mà thôi. Chứ còn nếu như mang cái bài toán thực tế vào thì các em sẽ cảm thấy là hình như cái bài toán thực tế nó dối lắm, bởi vì là có rất nhiều các thông số nó không có. Một trong những cái thì một cái vấn đề mà khi các em học từ phổ thông, mặc dù các bạn học toán lý hóa rất giỏi, mà khi làm vào cái bài toán thực tế thì các bạn bị lấn cấn. Mà các em còn nhớ trong cái buổi đầu tiên thầy chia sẻ với các em là các bạn phương Tây ấy, họ lại giỏi hơn chúng ta cái đó. Đó chính là gì? Đó chính là cứ khi nào mà chúng ta gặp phải cái tình huống là thiếu dữ kiện cái là chúng ta không giải quyết được. Trong khi đó thì cái việc thiếu dữ kiện đó thì một trong cái giải thuật, giải pháp mà để giải quyết được cái vấn đề thiếu dữ kiện đó chính là chúng ta phải áp vào cái điều kiện làm việc thực tế của cái đối tượng đó. Và tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra rằng với cái điều kiện làm việc thực tế đó thì chắc chắn nó chỉ làm việc trong cái phạm vi vùng giá trị này thôi. Chắc chắn nó chỉ có thể có độ dịch chuyển hay là độ nhảy bước như thế này thôi. Thế thì tự nhiên chúng ta sẽ rút ra được cái giá trị còn bị khuyết thiếu đó. Nhưng mà cái bài toán học phổ thông của chúng ta, cái học những cái bài về toán lý hóa phổ thông của chúng ta, các thầy thường hay cung cho chúng ta cẩn thận rất tất cả những cái thông số để các thầy không bị gọi là quy kết là thầy ra để thiếu. Và vì thế cho nên là các bạn ý vào điều đó, nên là các bạn không bao giờ có cái để ý đến cái việc là nếu nó là thực tế thì có cần phải nói câu đó nữa hay không. Thế thì trong trường hợp đó là khi chúng ta ra ngoài đi làm thực sự hoặc là dùng cái này cho công việc thực sự xong này thì chúng ta lại luôn luôn bị lúng túng ở chỗ là chỗ này bị thiếu dữ liệu không làm được. Và lúc đấy không có ai hỗ trợ cho mình chuyện là giải thích xem là nếu thế thì cái dữ liệu đấy nó nên là bằng bao nhiêu. Thế là chúng ta gặp bế tắc. Đấy, thì các bạn lưu ý giúp cho thầy cái tư duy đó. Và lúc đó thì tất nhiên là có những cái tiền bối ở trong công việc đó, của công ty đó, của cái lĩnh vực đó, họ giải thích cho mình thì coi như là họ cứu mình ra thoát ra khỏi cái mớ bòng bong đó.
Còn nếu trong trường hợp không thể thì các bạn phải tự tìm tòi tài liệu, tự tìm tòi những cái kinh nghiệm thực tế nào đó để mà chúng ta có thể bồi đắp vào cái phần khuyết thiếu đó của dữ liệu. Bởi vì như thầy đã nói, trong thực tế thì không ai là người đặt bài toán ra cho mình cả, mà mình chính là người đặt ra bài toán đó. Nha các bạn. Rồi, bây giờ có thắc mắc gì không? Chúng ta sẽ hẹn với nhau buổi sau. Các bạn sẽ cho thầy một cái feedback về cái việc là từ bài từ 25.1 cho đến 25.20 đi. Thôi thì cứ né né những cái bài mà theo cái kiểu là tương đối gọi là lằng nhằng. Thực ra thì nó cũng thế thôi, thầy thấy em đã giải được bài 25.20 thì 25.22 em giải được. Thầy chả biết là phải bớt cho các em cái gì cả, nhưng mà thôi thì chúng ta tưởng tượng với nhau rằng là chúng ta cứ có một số các bài tập luyện tập đó đã. Thì cố gắng làm thử coi làm được không nhá, và nếu như không làm được thì nguyên nhân nằm ở đâu để chúng ta biết được rằng là có thể giúp đỡ nhau cái gì. Nhưng phải làm đã, chứ còn thầy cứ đọc đề xong thầy tự giải tự sửa xong rồi các em cũng chỉ ngồi xem thôi thì nó không ra cái gì cả. Bởi vì đề thi nó không phải là cái sự bắt chước giống hệt để mà các em ngồi chép lại, mà chúng ta thực sự là trong đề thi là thực sự mình phải là người thế số, thế giá trị. Bây giờ trước khi kết thúc thì chúng ta, ủa mà mấy giờ là kết thúc các bạn nhỉ? 4 giờ thầy ơi. 4 giờ kết thúc rồi, thế này, thế thì lố nặng. Thì sớm có thầy ơi. Thì quen, bữa nào cũng quen rồi mà thầy, 5 giờ nghỉ cũng được. Bữa nào cũng quen rồi. Ok, thì thầy cũng không biết là thầy dạy lố, nhiều khi thầy nói theo mạch mà. Thế thì cố gắng, thầy muốn là truyền tải cho chúng ta nắm bắt được cả cái mạch đó một lần thôi á, thì coi như chúng ta đỡ phải nói đi nói lại nhiều. Này được chứ, không có lỗ bọn em thì bọn em mừng. Hả? Cái này bọn em ghi lắm thầy. À thế ạ, ok, tốt. Nói chung là feedback như thế thầy rất là sung sướng. Rồi, thế thì bây giờ là nhiều khi thầy không giữ các em tại chỗ để mà làm thử ấy. Nhiều khi các bạn cứ tặc lưỡi là thôi để sau được, mình lùng bùng hiểu rồi thì ấy. Cho nên là sẽ dễ rơi vào cái tình huống là có thể đôi khi là bị mất đi cái nhiệt huyết đó, cũng như là qua một ít thời gian lại có khi lại quên. Thế là lại phải đọc lại từ đầu là cảm thấy học rất là mệt. Nhưng mà nếu như em làm được, luyện tập luôn được ấy, thì là tốt nhất. Đó. Mà hình như hôm trước thì thấy có bạn nào cũng nói là sau tiết cái là có phải ao để học môn khác đúng không? Bây giờ này, trước khi các bạn chia tay với thầy thì thầy lại phải nhờ các bạn một động tác này. Chúng ta đang có một cái trường đang có một cái dự án với cả Đài Loan, họ tài trợ chúng ta một cái hệ thống về pin mặt trời. Cho nên là sẵn các bạn đang có ở đây, thầy muốn là thầy sẽ play cái video đó để thầy giống như một cái buổi chia sẻ với các em, coi như là minh chứng để cho họ cũng biết là chúng ta đang khai thác được cái điều đó. Thế thì các em nán lại với thầy một chút xíu nữa, thầy play chia sẻ cái video đó với các bạn ha. Em chờ thầy một chút xíu. Cũng bị ao ra mất khoảng độ gần chục bạn rồi. Ao này là chắc là ao để đi học lớp khác hay là sao đây? Lớp em có tiết sau thầy ơi. Ok thầy xin mấy phút thôi, coi như là thầy để thầy chụp màn hình làm minh chứng thôi được. Coi như là có bạn, các bạn đã được lắng nghe một chút ít về cái dự án này.
À, các em chờ thầy một chút xíu xíu. À, một chút xíu thôi. Học toán mà nói là ghiền là nói thật là thầy hạnh phúc vô cùng luôn đấy. Chứ nhiều khi các bạn học toán các bạn oải lắm. Là thấy thấy là một cái thông tin như vậy thấy rất là vui. Nhưng mà đấy mới là một người nói thôi chứ còn có khi những người khác chưa chắc đồng thuận lắm nhỉ. Cho thầy chút thì share lại cái màn hình để các em. Máy chậm quá. Chờ thầy chút xíu các bạn đâu cả. Em thấy cái màn hình YouTube của thầy chưa? Không có biệt sắp hả thầy? À, để thầy xem coi nó có. Hình như là nó có hay sao mà. Thế thì có thể cứ để sau đã, coi như mình đang xem video đã đi ha. À, và thầy sẽ cần về mở lại cho các em như này. Làm thế nào để hiển thị được cả cái các em ở đây nhỉ? Chờ chút xíu. Ok, à đây rồi, màn hình rồi. Ok. Rồi, bây giờ như này đi. Đấy, thầy cần là cái động tác này. Ủa, Đình Hữu viết dùng từ tiếng Hoa hả? Rồi, thầy bắt đầu nha. Các bạn nghe được cái tiếng của nó. Các em có nghe được cái tiếng của cái video? Dạ có thầy ơi. Ok, tốt. Đây là cái video mà người ta làm để người ta hướng dẫn cho chúng ta các cái thao tác từ như là động tác lắp đặt cái tấm pin mặt trời cho đến cái động tác kết nối thực tế. Và ở trường mình á, là các em, những bạn mà có những cái môn học liên quan đến năng lượng tái tạo thì hoàn toàn có thể thực tập trên cái hệ thống mà như thế này mà người ta tài trợ cho mình ở trường. Đó thì các em sẽ được cái động tác là thực tập tháo lắp thực sự, kết nối thực sự cái tấm pin mặt trời. Các bạn đã biết là trong cái gọi là cái ứng dụng thực tế của cái năng lượng tái tạo hiện nay ở Việt Nam á, thì cái nhu cầu về cái việc sử dụng cái pin mặt trời của chúng ta đấy là sẽ càng ngày nó càng cao. Và vì thế thì các bạn sẽ thấy là nó
sẽ gọi là có cái nhu cầu về cái năng lực cũng nhân lực cũng càng ngày càng nhiều. À, cho nên là các bạn sẽ thấy các em có thể trong cái lĩnh vực này của mình sau này các em cũng có thể làm việc với cả cái liên quan đến cái yếu tố là năng lượng tái tạo. Và như vậy thì khi đó các em sẽ gọi là biết cách rõ ràng là nó được dùng như thế nào, được gọi là kiến tạo như nào và kết nối làm sao, vận hành làm sao. Thế thì các em không có nhiều thời gian thì thầy có thể cũng phải tua đi một chút xíu ha, tua đi một chút xíu để chúng ta hiểu là nó